Đó. Hôm nay em rảnh nè, mấy chị muốn coi cái gì? Mặc đồ may la canh này đi. Kiếm bộ nào đẹp đẹp à, đầm ấy. Không. À, bi ra trên cầu thang, ba cái bao trên cầu thang nè. Nó có cái đầm gì mà có ba hụt nút ngay cổ nè. Bi lấy size L vô. Coi thử cái bao đó còn bao nhiêu cái, bi xách cái bao vô luôn. Nè son đẹp và tặng mấy chị son xấu tôi đánh nè. Thiệt á. Mấy chị nhìn coi tôi ba tôi quýnh con son nè. Nhưng mà tại son này màu đỏ đánh lên. Lúc này thì mấy chị sẽ thấy rõ cái mỏ của em. Phải bao đó đúng rồi đó. Còn size L không? Ừ, nó còn giờ còn size L là một cái vấn đề. Còn Ý linh lăng. Còn Rồi một cái ý linh lăng để chốt ý linh lăng mới còn cái nào nữa chắc là không á. Còn này vô mai đi chị rồi chuyển sâu luôn một cái cho ý linh lăng luôn rồi. Ôi hôm nay á, cho thấy comment cái nha. Trời ơi, mai là cái ảnh vu nó bự dễ sợ luôn, nó thiệt chứ. Lần sau đẩy cái cục ra, đẩy cái này vô đi. Để mai nó canh này vô. Hello mấy chị. Ý Linh Lâm. Từ từ gì coi rồi, Ý Linh Lâm nè. Gửi em cái đầm đó. Gửi cái đầm trước nha. Gửi đầm trước. Còn bộ kia khi nào có gửi sau ha. Ghi ý lên lâm đầm đã 280 đi con. Cứ mặc mannequin trước với bi rồi từ từ mình hậu quả mình giải quyết sau. Hello mấy chị, em sẽ coi. Trời ơi mệt quá trời mệt luôn mấy chị. Lùng bi anh Phước em rồi gì tơ tớp hết trơn. Con ngày hôm nay đi lấy hàng hai, đi lấy hai bọn hàng không được mà coi nè. Quần áo đồ ướt te tua hết rồi. Mà đi về không lấy hàng được mới ghê chứ. Hello chị Khánh Ngọc. Hello chị Ngựa. Chị Khánh Ngọc là cao nhiêu nặng nhiêu rồi chị Ngọc ơi. Từ từ nó mặc đồ cho con mannequin mua bự đó nha. Mấy chị đợi em. Đợi em nha mấy chị. Chuẩn bị nó mặc xong con mannequin mua bự là mấy chị lấy. Ở trong đó có còn cái size L nào không? Mua cái cho X Vậy còn ít L không đi. Từ từ X L còn mấy con. Rồi cái này là gì? Đây là ba rồi, thì thứ còn cái giờ chấp nhận rồi. Nào lấy L là mày phải thay đồ mannequin tiếp. Không mình nói vậy thôi, bạn cứ mặc đây chưa chắc gì bán được. Cái con đầm mà con em nó mặc lên là em nói chỉ còn mannequin mặc lên thôi là mấy chị hốt. Nhưng mà còn một cái size L, một cái size XL, hai cái 90 kg. Chị khỏe chưa mà lại bị bòn nữa rồi. Chưa khỏe nha Nhung nha, chưa khỏe. Chưa khỏe đâu. Trời ơi, trưa đi coi cái kho giày á Nhung. Còn đúng một cây số nữa tới vô tới kho giày mưa. Mưa bão táp phong ba luôn. Tại biết sao lần đầu tiên thằng em ruột nó chở đi lấy hàng á. Mưa tao nói mưa ngập mặt luôn. Mưa xong rồi nó đặt rồi rác mấy chỗ nước ngập nó không vô. Vừa đặt taxi bước lên taxi 1 phút hết mưa. Trời ơi má ơi 1m58 nặng 72 kg. Biểu sao con dùm nó không rộng. Con dùm nó phải 75 đến 90 kg. Biểu sao mà không rộng cho được. Ghim nhà ghim bà Khánh Ngọc vô đầu nè. Rồi đi. Đây đáng lẽ là zoom sale em không đổi nhưng mà em đổi cho chị nha. Đổi qua mẫu khác. Nè coi con đầm nè, chết chưa, chết người chưa. Thấy mannequin mập nó mặc đồ chưa. Anh chị thấy mannequin mập nó mặc đồ chưa. Trời ơi đó. Thấy đầm nhà người ta không. Trời ơi là trời. Thấy mannequin mập nhà em mặc đồ không mấy chị. Có gì thấy không. Hơi bị đỉnh luôn á. Con đầm này mặc lên là đỉnh của đỉnh luôn. Mặc cái dung đó chưa bị tuột vú là may rồi đó chị. Đừng có cười ha. Cho em xin lượt chia sẻ nha quý vị nha. Hôm nay quý vị muốn em lên cái gì. Hôm nay rảnh nè. Hôm nay like edit trưa không like giờ like edit nè. Tối nay đi được bill nào thì đi. Đi không được thì mai đi rồi like nha. À, mai đi rồi mình quất sau ha. Hôm nay lên đồ tắm. Em mê cái đầm kim sa hột lụ ghê á. Mê cái đầm đang ở Facebook quá hả. Mê cái đầm mà cổ tim đính đá tay xè phong xè hả. Còn nó may ra giá trên mây á. Còn nó đang may cho chị cái XL á Nhung. Mẹ con đó phải con đó không. Hôm mê cái đầm yếm kim sa hột lụ su xe hột é. Con thi xong chưa. Ăn gì chưa mà mặc đùi chứ. Đầm mặc cũng rộng mà đẹp lắm nên em tự thâu. À, chị
Chị Khánh Ngọc này mặc, nếu mà mặc thích mặc ôm là mặc size L bên em thôi, muốn mặc thoải mái thì mặc XL đó. Nói chung là cái con đầm mà con đầm yếm á, cái con đầm yếm đi dự tiệc á, đấu chiều ghê về tới đây coi như là hôm nay đi hai kho là không hốt được kho nào luôn mấy chị. Hôm nay đi hai kho không hốt được kho nào luôn. Hello chị Huỳnh Linh đó nè, không hốt được kho nào mà quần ướt nè, từ giấy ướt xuống luôn. Rồi lên đồ mới nha, đây mình lên dậm dậm đi nè. Em đưa con đầm mê nó canh mập mặt nè, đưa con đầm mê nó canh mập mặt mập cho mấy chị coi nè. Đó, đưa con đầm mê nó canh mập mặt nè nha. Mấy chị nhìn form đầm ở đây là tay von ha, đây là tay von. Mấy chị nhìn con đầm là mấy chị mê đắm, nhất là những chị mà 100kg mặc con đầm này lên là xuất sắc luôn ha. Em nói mấy chị đầm này vải rất là đẹp, đầm này vải đẹp dữ dàng lắm. Hồi nãy chốt cho ý Linh Lâm chưa? Chơi úp cái đầm lên kêu không bán, tại vì những con đầm là những con đầm tự thưởng á Ngọc Dung Lê. Đó, thông cảm đi. Cái gì vậy? Chị Bi mặc cái đầm kìa. Chị Bi mặc cái đầm sao? Ý là con mannequin đó màu đen, mặc cái đầm màu đen phải không? Chứ sao? Cái cổ nó dễ hả? Ừ. Hình như nó bị méo hay sao á? Chỉnh đi. Chị, em có nhắn cho chị rồi, chị thấy không? Em có nói chị Cao Kim Phượng là cái đầm, là em nói rõ ràng với chị Cao Kim Phượng, em nhắn tin cho chị Cao Kim Phượng, chị đọc chưa? Mấy chị đổi đồ là mấy chị làm ơn ấy, mấy chị nhắn trong tin nhắn á. Em xử lý hết mấy chị chứ không có chị nào em không trả lời hết. Là một con quần lông chuột rộng thì mấy chị ba chụp con quần lông chuột ra báo giá là 150.000, mấy chị cũng chưa chụp cho em nè. Đó, rồi một con quần trùng thì giá 150.000 hay giá nhiêu là hai con quần 300, thì mấy chị vô mua gì đi, em thâu hai con quần về em trừ 300. Trời ơi, giải quyết rõ ràng luôn á mấy chị. Mấy chị đọc tin nhắn giúp em đi mấy chị. Ví dụ như đầm đen đẹp quá mà toàn màu đen, ví dụ như em không đổi cho quý vị á, quý vị la em còn được, còn đây em trả lời quý vị hết mà quý vị vô đây quý vị cứ nói em không rồi em buồn rồi. Quý vị có thấy em đẹp không? Em hỏi thiệt, quý vị có thấy em đẹp không? Ai mua cục bụng mua tôi bán nha. Rồi lên đồ đi, hôm nay lên đồ nha. Chị Cao Kim Phượng chị lớn tuổi rồi, chị kêu mời chị có đẹp cho anh. Chị không có rành. Em nói à, đó em nói rất là rõ luôn nha mấy chị, em nói rất là rõ luôn nha. Nè hôm nay em bán quần này 100.000 cho mấy chị nè. Lấy cho em con đầm đen mannequin 80kg ngực 105 của chị Thanh Trần là đó. Bán con mở hàng ở chị Thanh Trần, em nói thiệt với chị Thanh nha. Con đầm này em mặc lên chị Thanh say đắm luôn. Nói thiệt. Con đầm này em mặc lên một chấm là say đắm luôn á quý vị. Quý vị có thấy em đẹp không? Đó nè, Bi mới lan lùng mới lan Bi xong nè chị. Chị thấy em gọn không? Trời ơi con đầm này mặc lên em nói xuất sắc lắm. Tại vì mày biết sao không? Con quỷ mannequin thì cái phần ngực nó bự quá nè, nó bự quá, nó mập quá, mặt nó xấu. Nghĩ sao mannequin còn xấu hơn con chủ nữa. 280. Thôi đừng nhắc thần tượng em, thay đồ đi kiểu ướt bệnh. Giờ mặc cái quần này đi, mặc quần thay đồ mất công giặt tốn xà bông tiết kiệm. Cho chị Thanh Trần bao nhiêu? 280 tính chị 279.900 cũng được, tính nhẹ nhẹ chị đi. 279.900. Hôm nay mình like chơi chơi, hôm nay mình like mình kiếm đủ 5kg gạo, 10kg gạo với con vịt quay mình nghỉ nha. Thiệt á, qua một đống bill qua chưa giải quyết xong đâu Nhân Bi, còn một người hàng đặt hàng nữa nè. Hôm nay em lên cho quý vị quần mà để làm khuynh đảo thị trường nha. Quần này người ta bán cho mấy chị nhiêu không còn biết, nhưng mà quần này là ta nói gì quên rồi, bán rồi từ từ nói tiếp. Mua đi rồi em đổi quần rinh cho chị nha. Chị gì đó ơi? Chị Cao Kim Phượng ơi, sư muội hãy mua đi rồi sư huynh đổi cho. Đây nè, một mẫu là V-Stop nè, V-Sakara nè. Đó, để em coi thử mẫu nào nữa em rút ra nha. Rồi, một mẫu đây là
Gucci đỏ nè, Burberry đỏ nè. Rồi quần này có 4 size luôn nha quý vị nha. Quần đùi này 4 size nha. Em coi thử có cái vân nào khác không. Em lôi ra em chơi với quý vị đêm nay, quý vị có thấy em đẹp không? Thôi đừng nhắc nữa bà Thái Huyền bà buồn. Nè 3 mẫu nè ha, 3 mẫu dây nè. Rồi đâu nữa quý vị, 3 mẫu rồi ha. Rồi em có tổng cộng 3 mẫu dây kèm số ký giúp em. 3 mẫu dây kèm số ký nha. Ship giao đồ 3 giờ, ship giao đồ 3 giờ đến 6 giờ em mới chuyển khoản. Rồi thôi, công nhận ship em nó da heo ngon quá chị. Sáng giờ, sáng lấy hàng giờ ăn hết rồi. Dạ chị cứ mua đi chị nha. Nhà em mua đi, nhà em không có lừa đảo đâu, em lừa mất công. Lừa đảo mấy chị được cái gì ha. Sư Quỳnh luôn, lên rồi, lên đi ra trời mưa lên rồi nè. Quận trăm ngàn nè mấy má, đẹp không? Thôi ơi, thôi trong quần nè quý vị ơi. Quý vị thôi giùm em chứ trong quần, con quần đùi nhà em nè. Trời ơi, coi vải nè nha mấy quý vị nha, coi vải nè ha. Rồi lưng này là lưng Burberry, lưng chữ B nâu. Chốt giùm em quần đùi, quần này có 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đó, đẹp chưa? Đó, 4 size. Thấy đẹp nên coi là muốn mua vì em không có vì em không có nhà gửi bảo vệ công nhận ship em để châu lớn hả chị Khánh Ngọt thiệt. Nè, quần này là quần, quần hồi nãy là chữ B. Quần này là chữ Lucky nè. Chốt giùm em quần chữ L nha, có 4 size. Đó, tiếp tục. Quần này là quần chữ V nè. Quần này là quần chữ V. Đó. Nè đừng có sợ chặt, quần này form A đẹp lắm mấy chị, 100.000 con. Rồi chốt đi. Quần chữ B, quần chữ L, quần chữ V. Chốt mỗi người chốt 3 quần kèm số ký đi, khỏi L, V, C gì hết trơn á mấy chị. Quần này nó may thiếu chữ C nè. Rồi chốt quần cho em nha quý vị ơi, quý vị ơi. Chốt quần cho em, nãy giờ mới hàng có con đồng mà mới kiếm được có 1 tô phở rồi nha. Nhà em 8 tô mới đủ ăn một buổi tối nha mấy chị nha. Ai đâu rồi? Hello. Hello. Thôi rồi tắt like sớm đi, nghỉ quá cho hai đứa nhỏ nó nghỉ sớm quá. Ê hai bay bóp giỡn thôi nha. Chị mua da heo sao không chốt mấy hộp, nói đi em lấy cho. Và quần B của chị Minh Anh nè, dạ ok, quần B của chị Minh Anh, chị lấy mấy hộp da heo nói đi em chốt cho. Chắc không qua làm bill lộn tổn nó quên á. 100.000 của chị Minh Anh nè, 1/3 tô phở. Chị Yên ơi, ghi số điện thoại, anh Phước ơi coi để ý số điện thoại chị Hồng Mỹ Chi nha. Đó, nhớ, dạ để em tăng lương đuổi việc quỷ đi cái à. Ngủ với chính chủ mà làm không nên vậy trơn. Chất liệu vải bên chị Yên vô cùng thích vải đẹp. Nói chung là trung thành với vải co giãn. Trung thành với cái mẫu vải đó và trung thành với cái mấy cái mẫu vải mà co giãn mà mềm. Đó, nói chung là ưu tiên chất vải trước, tại vì chị mặc từ nhỏ giờ chị mặc cái chất vải nào mềm thì chị mới lấy, chị mặc con thứ nhất, con thứ hai, con lần thứ ba, chứ vải không mềm là không có mặc nha. Em có một con quần 100kg nè, bán sale mấy chị 70.000 là quần hàng xuất. Quần này là form quần tay nha, quần này tôi giấu cho đẻ giờ đem ra bán sale nè quý vị. Nè nè mấy chị coi form quần mấy chị mê. Em nói thiệt mấy chị coi con form quần này là mấy chị mê liền nè. Thấy form quần ba ghi ở trước không? Bán cho 70 co giãn nha. Quần này khoảng cỡ dưới 85kg, 75-85kg quần beo bán cho 70. Bán cho 70 đầu like. Alo. Alo ơi. Có quần lót nghe chị Thanh Thảo ơi. Cái bao quần lót ở dưới ghế đi. Đem bao quần lót lên đây giùm chị. Bao quần lót dưới ghế. Trời, cái con quần lót đó là vải chị Thảo mê lắm. Em có hai mẫu quần lót. Một mẫu mắc hơn, một mẫu 420 cái và một mẫu 350 10 cái. Ha, nhưng mà hai mẫu này đều xịn sò hết trơn. Thái Huyền nè con. Thái Huyền 70.000 nhớ bỏ cộng dây. Hôm nay có đồ tắm nữa quý vị. Hôm nay có đồ tắm nữa, em thấy nãy giờ mưa nè, rồi kênh nó lên nhiều lắm mấy chị. Hồi nãy em đi nửa xe là mua đồ tắm đi mấy chị. Mua đồ tắm giúp em nha. Quần beo khách lấy rồi chị Văn Văn Mạch ơi. Rồi các chị nào chốt quần không? Chết mày là lỗ nguyên lô quần, ế nguyên lô quần rồi. Ai mở hàng lại giùm em con quần với. Mở giùm hàng giùm em con quần đùi 100.000 với quý vị. Quần đùi bán có 100.000 mà cũng ế. Quần này có size đủ size luôn nghe mấy chị nha.
Quần của Bạch Yến lấy mấy chục quần gì Bạch Yến ơi? Chị Bạch Ngựa chị lấy quần gì ạ? Nè, quần lót đây một nùi người đặt mà giờ đây em còn có mấy chục à. Bán đi rồi mai tính chuyện tiếp. Nè, quần lót từ 65kg không? Chị vô hỏi quần em. Em thông báo là quần này từ 65kg đến 100kg vừa. Ok. Bả vô bả nói em ơi chị 65kg mà chị muốn mặc thoải mái. Chứ em nói mặc sao thoải mái thì em lấy cho chị cái size khoảng cỡ 85kg. Cái xong bả nhắn lại vậy size 85kg, chị 65kg mà chị 60kg mặc có rộng không em? Thì em nói là rộng là sẽ rộng, vậy chị muốn lấy size nhiêu ký? Chị 65kg mà chị muốn mặc thoải mái, vậy chị lấy size 85kg cho em, lấy size 85kg cho chị. Mà chị 60kg chị mặc có bị rộng không em? Em với bả đánh đu á. Chị Diễm gì á? Đây nè mấy chị, nè mấy chị coi nè. Thứ nhất là lưng cao ha. Thứ hai nó là thun gân. Mấy chị coi cái vải gân nó đã lắm. Em nói thiệt, mấy chị mua quần này về là mấy chị chỉ muốn mặc quần này thôi. Nè ha. Rồi chị nào 100kg. Nè 100kg nè. Đã không? Quần này cực kỳ sướng. Em đi lấy hàng là em hỏi quần này là có là để cho em. Quần beo khách lấy rồi. Chốt giùm em quần kèm số ký nha quý vị nha. Chiên không lấy quần giống vậy mà quần dài. Chiên không lấy quần giống vậy mà quần dài. Đang may chị Hồng Mỹ Chi may ra một lô lửng nè, một lô dài nè, và một lô ngắn nè. Đó. Có chị Thanh Thảo. Có chị Thảo ơi. Áo phát rịn hết rồi chị. Áo phát rịn hết rồi nha chị. Áo phát rịn hết rồi. Còn quần này, và quần này 420 nè. Quần này vải cũng đẹp nè chị. Chị gì đó ơi, chị Thanh Thảo, quần này chị Thảo lấy thử đi nè. 10 quần 401, 5 quần 200 nè, đẹp không chị? 10 quần 401, 5 quần 201 ha. Đó, nhưng mà nhiều họa tiết, nhiều hoa văn đẹp lắm. Quần này cao hơn cả quần kia luôn mấy chị nha. Chốt giùm em quần 401, hoặc là chốt quần giùm em quần 350. Yên ơi, chị nhận được rồi, quần mặc đẹp. Trời ơi, quần rin đẹp lắm. Cứ quần rin mà eo khoảng cỡ 103 tới 105 là chị Như Thảo Dương chốt mà quần rẻ ha. Quần rin có 150 mà vải đẹp quá trời luôn. Nói chung là được lô nào rẻ thì em sẽ bán cho mấy chị lô đó. Em vẫn lời. Em vẫn lời chứ không phải em không lời. Nhưng mà lời đúng cái số, cái số tiền và cái công sức của em ha. Quần đùi lên lại đi chị Linh. Ok. Quần ngố chưa về, chắc khoảng cỡ giữa tuần về. Quần có màu đen. Quần có màu đen thì hồi bữa nó nằm vô cô tông rồi chị, đây nè. Nó nằm vô cô tông, em không biết nó nằm vừa nằm đâu nữa. Quần đen một, còn một con, hai con. Nè, còn được mấy con quần đen cô tông? Ba con. Nè, còn được 5 con cô tông nè chị. Lấy 5 con này đi chị Thảo. Nè ha, quần cô tông nè ha, cũng 185 quần. Chị coi nè, chị coi form nó đẹp không? Cô tông đẹp lắm. Cô tông dẻo, cô tông lụa gì đó đẹp lắm. 5 quần này 180 luôn. Lên quần đùi lại phải không chị? Lên quần đùi lại ha. Hôm nay vừa rẻ mà vừa đẹp thích. Trời, quần đó mà em bán 200, 208 cũng ai biết nữa chị. Cái gì? Chị Sofat Kaki Sofat. Ê chị Tư Đoàn, chị có thể nói giùm em tiếng Việt được không? Từ đầu like tới giờ em ngồi em thông dịch không, em mệt chết mẹ luôn. Nè cho mấy chị coi quần đùi lại nè. Vải đẹp lắm nha, có túi nữa nha. Vải co giãn nè, quần đùi 100 ngàn một con nha quý vị nha. Đùi, mấy chị chốt giùm em đùi nha. Rồi chốt tiếp nè. Đùi này là đùi chữ V. Là V là Versace, đọc tiếng Anh Versace nha. Chị Thanh Thảo lấy đen. Còn chị ta Kim Phượng, quần lót 5 cái 80kg, 2 hộp da heo. Quần lót 201. À, 5 cái quần lót 201 cho chị Cao Kim Phượng. 1 2 3 3 cái 4 và 5. 5 cái quần lót của chị Cao Kim Phượng 201. À, bữa nay chị Cao Kim Phượng lên một nắp thang tình yêu rồi. 2 hộp da heo, lấy quần lót 401 cho chị. 5 cái quần 350. Với lại 5 cái nè. Rồi ok chị Thanh Thảo nè. Chị Thanh Thảo là
10 cái quần lót. 10 cái quần lót 201 đúng không? 1 2 3 4 5 5 rồi nè. 6 7 8 9 9 10. 10 cái quần lót 401 của chị Thanh Thảo. Nè, 10 cái quần lót 401 của chị Thanh Thảo. 5 cái quần 350 là 5 cái là 180.000 hả chị? 1 2 3 4 5 5 là 5 cái quần lót khung gân nè. 5 cái quần lót khung gân 180 nè của chị Thanh Thảo, với lại 5 con quần đen 1 2 3 4 5 5 con quần đen 180 của chị Thanh Thảo luôn. Trời bán đắt quá. Trời bán đã quá. Chưa từng được bán luôn á. Chừng nào mới chia lại cho em cái đồng hồ vậy? Ủa mày thấy cái đồng hồ chưa? Mày thấy cái đồng hồ mấy cô co chưa? Đã trói thì chụp chị chưa đưa qua cho. Bởi bán hàng có tâm có lầm luôn. Giúp các vợ tự nhiên sao giúp chị? Mấy chị giúp vợ chồng em có nồi cơm điện để sống đó. Ha. Quần Versace nè. Nha. Đúng rồi. Quần này là quần Versace nha. Ủa sao tôi cầm quần Versace bên ngoài vậy? Quần này là quần chữ Burberry 100.000 cái, có size từ 70, có size từ 60 đến 100kg, 4 size rõ rệt nha. Rồi quần này là mấy chị chốt giùm em, Lucky là quần chữ L nè. Đó Lucky, đó ba cái vân á. Mấy chị muốn chốt vân nào mấy chị chốt ha. Không khói cái quần 350. Lấy 10 cái. Đen 5 cái còn quần 4 à. Rồi đưa lại đi anh ơi. Đưa lại đi. À, quần này thì 10 cái nè, 1 đưa lại hết đi nè. Quần này thì chị lấy một bịch 10 cái nè, coi đổ nước nè. Quần này, quần gân này chị lấy một bịch 10 cái 350 nè, ok chưa? Rồi ba, rồi có lấy quần đen không? 5 cái đen và 5 cái là cái quần này, là quần này là 5 cái nè, 5 cái 201 nè. 1 2 3 4 5 cái 201 nè. Rồi 5 cái đen vẫn y vậy, 5 cái đen nè. 201 của chị gì đó luôn á, của chị Thanh Thảo. Rồi 5 cái này nè. Rồi 5 cái này để nguyên si nè. Hello. Đùi chữ V 2 cái, 5 cái cô tông 80kg, 5 cái cô tông, 5 cái cô tông đen á hả chị? Hay là 5 cô tông đen em coi thử còn không, chứ em thấy hết rồi. Cô tâm đen em hết rồi chứ ơi. Cô tâm đen hết rồi nha. Hết cô tâm đen 1 cái 2 cái 3 cái 4 ở đâu vậy? 4 cái cô tâm đen. Rồi 5 cái cô tâm đen hả chị Cao Kim Phượng? 5, hồi nãy chị Cao Kim Phượng lấy 5 quần gì ạ? 5 quần 201 phải không? Đúng rồi. Là giờ chị Cao Kim Phượng lấy 5 cái cô tâm đen với đùi chữ V. Đùi chữ V 2 cái 180. Đùi chữ V 2 cái. 2 cái 2 mẻ nha chị. Size 80kg của chị phải không? Là size L nè. Rồi 2 cái đùi, 2 cái đùi 200 của chị Cao Kim Phượng nè. Quần lót phung gân mặc êm lắm. Em nói thiệt, mở tủ ra là chị muốn lấy cái quần lót khung gân đó mặc thôi á chị. Mở tủ ra là chị có thích lấy cái quần lót khung gân mặc thôi. Rồi một cái 90kg của chị Phương Vũ nè. Quần đùi 90kg size 2 ịt của chế Phương Vũ nè. Chế Phương Vũ một quần đùi 100.000 của chế Phương Vũ nè. Thấy Kim Cúc Đinh mà không thấy chốt gì hết đó. Quần đùi 73kg yên ơi, một cái của chị Kim Cúc Đinh nè. Chị hiểu rồi mà, là lấy nè, em lấy cho chị là 10 quần lót thun gân này đúng chưa? Hello chị Huỳnh Hò mới thấy hát karaoke nè. Em lấy cho chị 10 quần lót thun gân này, 5 quần cô tâm đen và 5 quần loại hoa văn đúng chưa? Đó đúng chưa? Chưa đúng thì chị báo em soạn lại nha. Có bị ẩn comment của chị nào không? Phố đêm đèn mờ văng văng, có bị ẩn comment của chị nào để mà nó văng không? Đúng chưa chị? Đúng cái ok cái đi chị Thảo. Đúng cái cho em ok cái đi chị.
Rồi lên hàng tiếp nha. Quần này là quần mặc váy, nó nghĩa là mấy chị hay mặc đầm. Mấy chị hay mặc đầm thì cái quần này mặc ở trong cái đầm. 3 cái 150.000, 65kg đến 100kg. Chốt giùm em quần mặc váy nha. Có túi giấu tiền chồng luôn nè. Quần mặc váy 3 cái 150.000. 3 cái 150.000. Hai cái quần đùi kẹp màu size 70kg của Huê Nguyên. Dạ. Size 70kg của Huê Nguyên, hai cái. Hai cái của Huê Nguyên nè. Hai cái 200 của Huê Nguyên. À, lấy cho em quần thun con 5 cái hả chị Thanh ha. 1 2 nè, 5 cái của chị Thanh Thanh Trần nè. Này đúng 5 cái của chị Thanh Trần nè. 5 gân 5 đen và 5 cái 201. Đùi 100.000 cái hồng mi hồng. Chị Thảo. Dạ ok, chốt nhiêu đó đi, thiếu nhiêu tối bổ sung thêm nha. Dạ quần là 100.000 cái nha quý vị nha. Rồi ai chốt quần mặc váy chốt giùm em. Ai chốt quần mặc váy chốt giùm em ha. Qua mỏi đi mấy chị, qua mỏi. Qua mỏi. Em còn một mẫu nữa là mẫu quần bra. Qua mẫu nha. Trời ơi, mấy chị gửi đồ. Chị coi thử chụp bill qua chưa, ba quần mặc váy nha chị đẹp. Hello chị Khánh Ngọc, 1m58, 72kg. Có liền, có liền. Cô đêm đèn mơ vắng vắng, màu trắng của gì sao ba. Trời ơi, nó uống trà sữa nó không ngủ tôi. Trời ơi, cái gì kia? Ba cái của chị Khánh Ngọc nè. Ba cái của Khánh Ngọc, ba cái của Hồng Mỹ Chi nè. Ba cái nha chị Hồng Mỹ Chi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba cái của Hồng Mỹ Chi nè. Tính thư đủ không nha. Lấy ba cái quần mặc váy của chị Thanh Trần nè. Chị Thanh bà kêu không coi không được, mà coi gặp nó là phải mua. 1, 2, 3. Ba cái quần mặc váy của... Quần này là một mình em 20 cái. Ba cái của chị Thanh Trần nè. Chưa chụp qua là chưa có. Một cái quần đùi 100kg kẹp bập Burberry. Dạ ok chị Hiền Nguyễn. Có một cục 100kg nè kẹp bập Burberry. Đây chị, 100kg bập Burberry, 100.000 của chị Hiền nè. Mấy quần đây là mấy chị mua cái là mai mốt mấy chị kiếm không bao giờ có. Nói cho mấy chị biết nha. Rồi Hiền Nguyễn bập Burberry nè. Hai đứa đưa hai ly trà sữa chỉ ra sau đi. Áo ngực bên chị Yên mặc ok lắm, vải sướng hả chị ha. Trương Tuyết Hường ba cái nha chị, bán hai cái em lời không có đủ tô phở. Bán ba cái nó không có dầu chị Hương, cho nên mua bán hai cái nó không có dầu, bán phải ba cái nha. Ba cái 150.000, nó giỡn cho ba cái mới lời được 10.000 nha. Ba cái của Trương Tuyết Hương, Trương Tuyết Hương ba cái 150.000. Trời chân bà nó ngắn kìa mà nó áo ngực. À, chị Thanh Thảo lấy ba cái quần mặc váy à, một. Chị Hồng Mỹ Chi bên em còn sót chị 130.000, hôm qua gửi chị còn sót cái bill. Hôm qua gửi cái bill gì mà sót 130.000 của bé Hồng Mỹ Chi kìa. Ba cái quần của chị Thanh Thảo Hóc Môn nè. Dạ 150.000 ba cái, đồng ý là 50.000 cái nhưng mà em bán 150 ba cái, chị bán ngang ngược lắm. 150 ba cái đưa đúng 150 ba cái, đưa 50.000 mua cái quần không bán. Thiệt, bán hàng ngang ngược lắm, thiệt. Ở bán hàng là không bao giờ là chị yêu ơi, chị yêu ơi. Mấy chị có nghe em có bao giờ kêu chị yêu không? Không. Bộ nậu nó, chị đó nó còn chưa yêu mà yêu ai. Thiệt, em thấy mấy con gì qua rồi. Em thấy á, trong gia đình nó chị đó nó còn chưa yêu, nó đi yêu mấy chị. Tình thương mến thương là chị em chơi nhau lâu lâu đi uống cà phê. Lâu lâu rủ đi giống như hồi xưa tụi em hay đi á, nguyên băng mập á mấy chị. Nguyên băng mập về Phú Yên quê em chơi nha. Đù má em dắt đi, em dắt đi bè ăn hải sản nhé. Bước xuống một cái bè một cái, trời nó nghiêng bên này nè mấy chị, vui lắm. Mấy chị mai mốt đi với em. Quần đùi á. Quần đùi 60.000 của Thúy Phan nè. À quần đùi 60kg của Thúy Phan đẹp lắm Thúy Phan ơi. Nhiều lưng đẹp lắm Thúy Phan. Nè lấy một cái mà Thúy Phan ha. Thúy Phan Phú Yên một cái nè. Và sát Thúy Phan Phú Yên 100.000 nè. Thúy Phan Phú Yên 100.000. Hai cái quần đùi cao. Chị Thu Phạm nếu mà lấy size L là sẽ bị ôm, lấy XL mặc cho thoải mái ha. Thu Phạm hai cái quần đùi XL. Thiệt,
Mai mốt hè về quê em chơi. Quê em vui lắm, mấy chị trai ế nhiều lắm. Phu Phạm 2 cái 200. Đúng rồi, còn món ở đây chị Kim Cúc được. Anh coi thử Kim Cúc trên hồi nãy lấy cái quần lưng gì vậy? Kim Cúc Đinh lưng gì à? Rồi chị quên rồi ta. Đã là anh cho coi lại được không anh? Nó nhúng nhúng nhau nè. Anh liền cho em, anh liền cho em em. Rồi Kim Cúc Đinh nè, thêm thêm cái trăm ngàn của Kim Cúc Đinh nè. À, có một, đúng rồi, có một món ở đây chị. Nhắc trời. Có chồng rồi, có chồng rồi mấy đứa ơi, chị có chồng rồi, đừng nhắc gì nữa. Bán quần của Kim Cúc Đinh nè, chị có chồng rồi nha. Chồng chị đẹp trai lắm, mỗi tội bê đê thôi. Cô Hiền Nguyễn Duy con thì chị cho điện thoại cho cô. Kiếm ông ở Phú Yên là mai coi chị Phước Thạnh, trời. Phân cứng kiểu kỳ trời, phân cứng mà sao để ớ vậy bà nội. Có trai hả mày mốt? Ai ai, tôi thấy bà đang nói xấu chồng bà trên mạng nha, bà nói. Cái này đi bà, đi bà Phú Yên hai cái, hai ba món luôn đúng không? Phí Phan Phú Yên là ba món. Phí Phan Phú Yên có một món là gì trời? Trời đất ơi là trời, làm được không? Không làm được tiệm khác. Ê, thấy nói xấu chồng trên mạng nha mày. Thấy Huyền nha, mày có số điện thoại ổng không đưa tao. Nói đụng bán đi nói xấu chồng trên mạng. Trời, chồng tao tuy là BD, tao không bao giờ dám nói chồng tao nói xấu trên mạng BD hết trơn á. Ý là bà thấy Huyền bà kêu là ừ lúc bà đi đẻ là chồng bà không có chăm đi nhậu. Tao thấy nói xấu chồng rõ ràng, còn tao không bao giờ tao nói xấu chồng. Tao không bao giờ tao chửi chồng nha Thái Huyền. Chồng thì cũng đã chửi phụ huynh không à. Ba quần mặt váy của Trần thì cũng đã. Em nói thiệt, cuộc đời em không bao giờ nói xấu chồng. Dù ổng biết ổng bê đê mà không bao giờ em dám nói ai nghe đâu. Thiệt, em cũng chưa bao giờ em dám chửi chồng á. Em chửi ba má chồng không á chị. Đụ mì đụ má là phải chửi ba má chồng không? Đó chửi cỡ đó không á. Không bao giờ chửi chồng. Trần thì Tuấn Đạt. À, tao thấy á, phía phía tao đi ghẹo hai quần đùi hồng mỹ hồng, hai quần đùi size nhiêu ký nói đi, size nhiêu ký mạnh dạn nói đi nha. Tối nay bán chơi thôi nha, bán đủ tiền mai ăn sáng cà phê thôi. Bạn qua làm quá trời rồi, má hôm qua đi gần 200 bill làm lòi le luôn, làm mà về tới nhà 5 giờ mấy mà mệt quá ngủ không được luôn, thức tới 8-9 giờ sáng. Bố mãi bây giờ tới nhà 4 giờ mấy rồi, bên đây làm đáp rồi xong thôi gần 5 giờ, bây giờ trước mà. Trời ơi má, chi ưng mà. Một quần váy nói trước mặt ông, đồ đúng chị. Em đâu bao giờ nói xấu sau lưng chồng đâu. Một quần váy hậu quần váy là chị Hồng Mỹ Hồng chốt lại giùm em hai quần đùi size nhiêu ký nè. Mấy chị nói cho ổi với chồng bớt nói xấu chồng đi nha. Nha, dặn rồi đó. Áo bra, áo bra 70-100kg vừa nha. Áo bờ ra. Chị Huyền Nguyễn một phút nữa không có địa chỉ với số điện thoại là em xả bill nha. Đúng. Đó nha. Lấy cho em hai quần đùi hai hai màu của chị Thanh Thảo dạ. Ủa ba cái ba màu sao không lấy ba cái đi chị tậu em giữ rồi chị hai phải không? Lấy ba cái đi chị, còn cái nhà em để ai bán ai. Đúng không? Một cái bút bô rì nè. Một cái bờ sát nè. Mua đi chị với chị mà không mua em chị đi mua người khác cũng vậy à. Em phải ép chị mới được. Đó, một cái chữ V nè. Đó, ba cái của chị Thanh Thảo nè. Một, hai, ba cái 300 của chị Thanh Thảo hóc môn. Nốt giùm bà cái, ngủ trưa 1 giờ dậy bằng tôi. Dạ có đi chị. Nhớ nốt nha. Rồi cái đầm ở 7 xỉu cái đùng là sao? Em mê cái rồi. Là gì? Rồi cái đầm ở bài xỉu cái đùng là sao? Là cái đầm đó. Đang may cho tôi để đi tiệc. Hổm giờ chưa có tự thưởng bản thân, giờ thưởng phát 4-5 cái đầm nha mấy chị nha. Mà đầm tôi đi tiệc là tôi mặc đúng một lần thôi mấy chị. Bao nhiêu người là nhắn tin cho Yên là Yên ô đầm nào em đi tiệc rồi em có để chị, bao nhiêu người nhắn. Tại đầm tôi may ra khoảng cỡ may mà một cái mà đính cườm lên 1-2 triệu mà xưởng tôi may á mấy chị. Mà khi mà mặc rồi tôi bán lại cái 200-300 là mấy chị trúng bánh một nùi. Đó. Chị hiểu không? Không phải vô like em mà ngồi cười không vậy đâu nha, tập trung mua đồ đi. Hai cái thôi rồi, xả cái của chị Thảo đi. Không bao giờ chửi ổng một tiếng. Đúng rồi, không bao giờ chửi một tiếng, chửi 30 phút thôi. Cái này lấy 3 cái rồi. Thì lấy 2 cái thôi.
đưa lại bớt một cái, mệt ăn với bảy hai cái nè đó, hai cái xử lại 200 XL của Hong Mi Hong nè, Hong Mi Hong hai cái nè, quần về ba mẫu mua hai cái với má, Hong Mi Hong hai cái nè, XL nè, Hong Mi Hong với lại một cái quần mặc váy cho bả nè. Còn quần mặc váy mà đây là ép Lý Nhã Kỳ nha, quần mặc váy không bao giờ bán một cái 50 ngàn. Bởi tôi dài gái lắm, chị Hiền Nghĩa nhắn tin kìa, cho em coi da heo coi, tội tội thương chồng. Bữa giờ em ghi chị Thủy Hằng vô sổ thu giặt rồi nha, không phải không nói, không nói chuyện đâu nha, không phải ta không nói tới là không phải không đụng đâu nha, không giờ chưa mua view nào á, nói cho biết. Áo Yên có bán không? Tôi mặc cái áo này tôi like, ai hỏi áo tôi có tôi cúp like, tôi nghỉ luôn, tao nghỉ sớm luôn á. Bây giờ còn mấy hộp da heo dưới xuống lấy lên cho chị ơi. Da heo 60 ngàn hộp, đừng có ăn, ăn ghiền. Ê, cái áo bà đang mặc nào không mặc nữa cửa cho tôi, cái này mày mặc vô không có được. Thiệt, thứ nhất là ở dưới đây nè, nó bị ngắn. Ha, mày mặc vô nó sẽ lòi bụng nha, đó. Cho cục mỡ nè, cho mấy má cục mỡ. Còn cái trên đây là mày không có vú, thấy không? Mặc vô nó không có nhô ra. Nói chung là gu này không phải là gu của Bích Thủy, gu này là gu của Ý Yên, hiểu không? Hiểu không? Ai vô comment cái chụp chỉ điểm, bữa giờ chưa mua view nào luôn á. Đẹp. Rồi lên tiếp hàng nha, lên tiếp hàng. Ok chưa? Đừng có hỏi về áo con Yên mặc, lấy hai cái quần Bill Hương Phạm. Bill tôi còn cho hai hộp da heo, có quần tay đen, quần tay đen gần xong rồi. Quần cái 100 ngàn, quần gì vậy em? Mới vô chị Huỳnh Anh. Bộ vàng sau lưng giá 200 chị Lê Nguyên. Dạ là quần đùi nè chị, là quần đùi vải co giãn có túi nha. Quần đùi 100 ngàn cái, có size 60-70kg một size, 70-80kg một size, 80-90kg một size, 90-100kg một size, quần 100 ngàn cái nha. Quần 100 ngàn cái nha quý vị nha. À, ba cái quần mặc váy nha, vô mi em quánh chị chạy không kịp luôn nè. Da heo sấy tỏi ớt đừng có ăn nè, bán mắc lắm, 60 ngàn hộp đừng ăn, ăn mắc công nó ghiền nha, nói cho biết á. Còn cái này là khô gà sấy bơ tỏi 70 ngàn hộp, còn riêng khô heo đừng riêng da heo đừng ai ăn, ăn ghiền thiệt á, đừng có ai ăn, ăn ghiền rầu mai mốt chữ tôi nữa nha. Có con quỷ cái bán hàng gì mà ăn gì mà thiệt á chứ, ngon đó. Một nào nào chặt vậy, nói có một câu mà nào chặt dữ vậy. Một má là tên một nha. Còn đúng hai cái của bà Yumi Trần nè, 100 ngàn. Đi sao nhịp kỳ ta, là sao? Một hũ da heo của chị Khánh Ngọc bán trong gượng ép á nha, bán hộp da heo bán trong gượng ép á, Khánh Ngọc 60 ngàn. Bữa trước chị có đặt hạt đát chanh dây hả? Ủa chưa có cho chị đuổi Thủy Quỳnh hả? Vậy là sót thôi. Vô coi dùng cái video của Hồng Mỹ Hồng là giao lại rồi nhận được chưa? Coi dùm thôi. Lấy bộ vàng 70kg của chị Lê Nguyên. Trời ơi, bộ này đẹp lắm chị Lê Nguyên. Áo phom chữ A nè, kèm với quần đùi co giãn. Bộ này mặc cưng lắm. Cho chị Lê Nguyên một bộ vàng. Chị Lê Nguyên mua hàng bên em chưa? Nhắc khô mới vớ. Bữa giờ đặt khô bò không thấy. Hồi bữa giờ mới vô được có nhẽ khô bò mà chị đã lấy mẹ hết rồi. Đợi đi vô đợt thứ hai đi. Đợi vô đợt thứ hai đi. Bữa vô được có 7kg mấy à? Ủa có bộ màu xanh hả? Một quần sọt, một da heo, một khô gà. Dạ ok chị. Một quần sọt, một khô heo, một khô gà. Ủa phải, khô heo hết rồi. Một da heo. Nè, một sọt, một da heo. Nè. Đó. Ai ai biết? Sao mày hỏi tao? Nè, một quần sọt của chị Nguyễn Hạnh 100 ngàn. Một khô gà 70 ngàn. Một da heo 60 ngàn của chị Nguyễn Hạnh. Bán lẹ không ta đổi ý đó. Dồn đơn Minh Anh một da heo nè. Phương Phạm lấy gì vậy? Tôi hai hộp chưa mẹ chỗ mua hàng mà nói chuyện sao nghe. Muốn bán ghê. Nè Minh Anh một hộp 60 ngàn nè. Minh Anh một hộp 60 ngàn của Minh Anh. Phương Phạm hai hộp da heo. Phương Phạm nào đây vậy? Phương Phạm hai hộp da heo.
mua hàng mà nói chuyện nặng ghê, nhưng mà em phái vậy á. Nó tại nè, Hương Phạm, Hai Gia Hâu, rồi ai nữa không quý vị? Con nhắn cho Lê Nguyên là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Phố đêm đèn mơ vắng vắng. Đát Sơn Dứa gửi tỉnh được không? Dạ không gửi tỉnh thôi chị, cực quá cực rồi. Nguyễn Hạnh Vũng Tàu mới ghi đó. Vũng Tàu, hai ba Nguyễn Hạnh Vũng Tàu mới hỏi về số điện thoại đó. 675 Một khô gà và một da heo của chị Huỳnh Vy. Trời ơi, bà biết tôi còn đúng hai hũ luôn á trời. Bán gượng ép nè, 60.000 với 70.000. Bán hàng phải gượng ép nha mấy chị. Bán hàng mà gượng ép gớm lắm. Hiện nay em thấy mấy đứa trên mạng, mấy đứa tuổi sinh nó bán, nó bán giỏi quá trời luôn. Còn mình bán gì mà chạy ác chạy đồ. Còn tôi nói thiệt với mấy chị là trên cuộc đời này chỉ có đúng một mình tôi còn bán livestream thủ công thôi. Thủ công là sao? Là theo từng chị khách. Còn người ta bán đồ áo kèm số điện thoại, áo kèm số điện thoại, áo kèm số điện thoại. Còn tôi là tôi bán bà nào là coi như tôi biết bà đó luôn. Giống như là tôi bán bà nào là tôi biết dòng họ hai bên, quan viên hai họ, cha mẹ hai bên luôn. Thiệt. Nghỉ chơi 7 ừ. Bữa giờ bà đòi nghỉ chơi 3 lần rồi đó. Ủa bữa giờ chị có chơi với ổng không? Có chơi không? Nói. Chị Nguyễn Hạnh đây, hồi bữa giờ ổng hỏi hoài. Chị nhận được hàng rồi em, áo đen cổ tim mặc đẹp lắm chị Thanh Mỹ, bà dễ thương lắm. Thiệt. Ai mua hàng tôi cũng dễ thương hết, nhưng mà tôi nói với mấy má nè. Tôi nói 100+ má đang coi livestream của tôi nè, nha. Tôi bị bơm những cái trường hợp rất là vô duyên. Thứ nhất là khi mua hàng của Yên là điện thoại luôn luôn kẹp nách, đéo được kẹp háng, mất sóng, ẩm ẩm mất sóng, nha. Ẩm ẩm mất sóng, gọi không được, bơm hàng. Thứ hai là điện thoại mấy má lúc nào cũng nói điện thoại chị để trong túi mà em, đúng. Mấy má để trong túi áo khoác rồi mấy má dắt nhà tắm á, còn mấy má ở trên nhà trước nhiều chuyện. Đó là điều thứ hai mấy chị bơm hàng tôi. Điều thứ ba là sao? Là khi mấy chị mua đồ làm ơn mấy chị hỏi giùm em, gọi điện hết nha. Gọi điện cho dòng họ hai bên, quan viên hai họ, bà con hai họ. Đó gọi hết. Nội ngoại hai bên thì gọi hết cho em là coi thử là mình mặc được cái đồ đó không. Mặc được rồi mới vô chốt đồ. Chứ đừng có cái khúc mà hàng xuống tới nơi nói chị ơi, chồng em không có thích em mặc cái đó nha, làm ơn đi hỏi giùm tôi một cái. Hiểu không? Hiểu không? Đó, đó là điều thứ ba. Cục đó hoàn hàng về mình rồi á. Rồi không có gửi lại phải không? Ừ, chị có nhắn gửi lại mà sao cho mày nó chỉ hiện là hoàn hàng thành công thôi à. Chứ nó chỉ hiện là... Ủa, của em hồi xưa giờ chỉ có hai chiếc này thôi mà chị. À em đổi cái chiếc hộp bự nó qua cái hoa thôi, chứ em đâu có cái gì mới, em chỉ có hai chiếc này thôi. Cả cuộc đời em có đúng hai chiếc này à chị. Em không có thích đeo nhiều quá. Cái tin nhắn của anh nó bị lỗi á cái thị, bởi vì hôm qua nay anh chưa có ấy được cái thị. Tin nhắn bị lỗi á. Chưa ấy, tin nhắn lại cho qua coi. Sao vô không được. Em mua riết shipper không thèm điện thoại luôn. Dạ mấy chị là viết rồi đó nha. Yeah. À má nói cái ba điều à, còn điều thứ tư nữa. Còn cái điều thứ tư nè mấy má nha. Làm ơn khi mua hàng là phải vô hỏi ý kiến chồng nha. Ví dụ mình giấu được 200 trong quần lót mặc váy á, mình muốn mua là mình phải hỏi ý chồng, hoặc là mình cho nó đi bia ôm rồi đi ở nhà mình lén mình nhận hàng. Chứ đừng có cái khúc mà chị ơi chồng em không cho nhận hàng, bớt đi mấy má nha. Thiệt, ở đây thiệt sự 99 khách của tôi hết, 98 khách là dễ thương mà, còn một má coi như tam sao thất bản, quằn quại dữ lắm. Một ngày tôi nhận cái hàng của cô Mập này mà nó đặt online, tôi nhận cái tóc mặt luôn. Ủa có mua gì đâu? Chạy lên. Ủa có mua gì đâu? Ủa em có mua hàng gì online hả? Không biết có không mà đâu, cũng không đợi. 500, ủa mua cái gì 450-500 mua hoài trời, đủ máy bán ế còn mua hàng online nữa chứ. Ăn đồ ăn thôi. Em chỉ có tốn tiền đồ ăn thôi, ngồi đây em có tốn gì hết nha mấy chị. Quỷ bảy đỉ nó nói láo đó. Mấy chị đừng có nghe những lời ông bướm đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu á. Đừng nghe lời bảy đỉ nói. Bán ế mà đặt hàng gì ông. Rồi lên tiếp nè.
mới vô nghe Lục nhảy yên mà bên ship nhà chị hay lắm, không à, không có nhà biết em mua rồi là em bắt chồng trả tiền. Em mua đồ á là em để địa chỉ với số điện thoại 7 không mà chị. Nói thiệt, em mua đồ là em để địa chỉ số, coi thử cái quần có đấy không. Thì em mua đồ là em để địa chỉ số điện thoại 7 không à. Nè, cái áo này nó, cái form nó giống như vậy nè quý vị nha. Cái áo này nó giống như cái form này, bán 150.000 bộ. Cưng không? Cưng không? Dễ thương không? Trời ơi, nè, chuẩn bị nè nha. Chuẩn bị nè nha. Chuẩn bị chị Nguyễn Hạnh chốt bộ này nha. Đây, bộ nhà dễ thương không quý vị? Trời ơi, hoa văn cũng đẹp nữa chứ. Trời ơi, trong một quá trình mà chửi gần 3 năm trời thì hôm nay con xưởng của tôi nó đã có tiến bộ nha. Chửi 3 năm trời luôn mấy chị, xưởng tôi bên đây đã có tiến bộ. 150.000 bộ chữ A, bộ này mấy chị bụng bầu, bụng bia, bụng bự, bụng chữa gì, bụng đây rồi gì là không có thấy một cái gì hết. 150.000 bộ nhà. Em mua là em để số điện thoại anh Phước không à mấy chị? Tại vì em xin lỗi với mấy chị ở đây á, fanpage của em hiện giờ gần 23.000 người theo dõi, 23.000 người thiệt nha. Em cày bay từ lúc những 1-2 người theo dõi thì em cam đoan với mấy chị là không có chị nào gọi điện thoại được cho em. Em không bao giờ nghe máy. Còn mấy chị gọi số 6637 đuôi số chồng em thì ổng còn nghe máy nha. Còn em thì không bao giờ, cho nên khỏi nói gì hết. Chốt giùm em bộ nhà kèm số ký. Hôm nay mình bán chơi chơi thôi nha, 50 bill. Chốt bộ nhà kèm số ký giúp em đi quý vị ơi. Bộ nhà kèm số ký nha. Chữ A 74. Trời ơi, bà Tư Đoàn khách cũ rồi, bữa nay còn chốt số điện thoại lên chi nữa má. Chốt 74 ký thôi, đừng có chốt số điện thoại lên. Chị Tươi Đòn 150.000 là cảm ơn mở hàng cho em nha chị Tươi Đòn. Bộ nhà đẹp lắm, chữ A 150XL của Chế Nhung Tô. Ê, Chế Nhung Tô bữa giờ không thấy mua đồ nha. 150.000 của Chế Nhung Tô nè. 150.000 của Chế Nhung Tô. Em đau hồng tại vì em bán ít mà em nói nhiều. Cũng gì mua vui cho mấy chị coi, làm ơn tập trung mua hàng giùm con cái đi nha. Hot girl nó bán nhiều kệ, em bán đầm đầm tối vài chục bill cũng được. Chữ A 75kg, chị Hồn Vi lên số ký đi. Trần Quang Vinh nè, Trần Quang Vinh XL nè, Trần Quang Vinh 150. Rồi muốn tâm sự mỏng nhắn tin fanpage yên ơi, kết bạn Zalo tâm sự mỏng. Bộ nhà Kim Phúc Đinh 150.000 nè. Năm nay đồ yên đẹp quá, không dám xem like luôn á, chị không xem nhà em đói chết mẹ em luôn cũng được. Chị Hình Vi nhiêu ký ta? Lấy bộ chữ A 70 ký. Chị Hình Vi nhiêu ký ạ? Bộ nhà của Trương Tuyết Phường 150.000, sao ai cũng lấy XL hết vậy? Đó, bộ nhà Trương Tuyết Phường nè. Bộ vàng treo lấy XL cho chị Nhung Tô luôn Bi ơi. Bộ nhà 95kg của Chế Trang Kim nè. Hình như Chế Trang Kim này hồi xưa mua em nhiều lắm không? Chế Trang Kim 150.000 nè. Lấy bộ nhà màu vàng XL cho Chế Nhung Tô. Nhung Tô XL. Thúy Thanh nè, Thúy Thanh nè XL của Thúy Thanh nè, 75kg nè. Huỳnh Vi size L 70kg của Huỳnh Vi nè. Huỳnh Vi 150.000 nè. Mấy chị ơi mua đi chứ nãy giờ em chưa bán gì hết trơn, trời á. Lấy con bộ này size L gì? Chi vậy? Con mặc hả? Rồi lấy con bé lùn, bé lùn nè, chốt bé lùn. Quận 7. Quận 7 2 bộ. Cầu Kinh Tỉa 4 bộ. Cầu Rạch Giá 3 bộ. Ôi quá trời đất luôn, hết hàng rồi nha mấy chị. Hết. Hết bộ nhà 150.000 rồi nha. Hết bộ nhà 150.000 rồi. Bị é. Hết bộ nhà 150.000 rồi nha. Yên hỏi bé lùn có ăn sô cô la không? Khỏi hỏi gửi thì. Khỏi hỏi nha. Bộ nhà của Thu Liễu Lê Thị nhiêu ký chị? 90 đến 90 ký phải không? Thu Liễu Lê Thị lên cho em số ký đi. Trời bán đắt quá, ế bao luôn. Nó không có ngại đâu, nó ở với tao riết, nó đâu còn sợi dây mắc cỡ. Hồi đó nó dắt mày đi về Phú Yên nó còn mắc cỡ, chứ giờ nó dắt mày về Phú Yên nó nhận nước luôn á. Tao nói thiệt, tao cam đoan luôn á. Vì chứ giờ con tao mà dắt mày về Phú Yên, ê mấy chị hè về Phú Yên chơi không? Hay mình đi một xe 16 chỗ đi. Thiệt, đi về đi, chọn người có 2-3 triệu ăn chơi lúc máng ra đảo ăn tâm hùm luôn. Đi tắm bikini ra đảo luôn, thiệt. Ra đảo đó tắm nu không nha mấy chị? 85kg của Thu Liễu Lê Thị nè. Thu Liễu Lê Thị 150 nè.
đang bán mà good night gì chị Mai Nguyễn, để em bán cái cho chị. Khỏi hỏi là ăn hay không ăn. Bán đồ gì kỳ vậy, đồ gì mặc vừa ý ghê, sơ mi đẹp xỉu. Nhỏ nào làm mất hồn mất bay. Mai gửi 5kg sô-cô-la Nhật. Ghi vô sổ thu giặt 5kg. Gửi 4kg 9, tao đá hai vú dính chùm nhau đi sửa vú luôn nha. Chụp hình lại rồi lấy quyển sổ thu giặt ghi vô. Bán chơi chơi thôi mấy chị. Mình già kẻ rồi mình bán sao mà mình đủ ăn thôi. Đủ ăn đủ sống thôi mấy chị. Đừng có làm kiểu như mình đừng có bán mà mình mua nhà 28 tỷ giống như Bích Thủy bán heo quay nha mấy chị. Rồi lên tiếp nè. Nó chửi má nữa kìa, thấy không? Cũng tụi bay không à. Hôm nay em lên một con sơ mi mà em đảm bảo mấy chị chưa bao giờ mua con sơ mi này. Ha. 5kg nha, nhà con nhà tao con bé á, con thiếu một cái thấy cái cẩm. Em lên con sơ mi này là mấy chị giật mông, ở lộn mấy chị giật mình hết luôn. Thiệt. Sơ mi con ngựa, không phải sơ mi con gà. Mấy chị lấy con sơ mi này mấy chị mặc quần slip màu xanh là y xì luôn. Rồi mấy cái đó xong rồi mấy chị biết mấy chị đứng làm gì không? Mấy chị đứng cái hát cái bài anh trao em quần slip màu xanh. 200 ngàn nha. Ủa hồi nãy có một bộ rêu màu gì ở bên size gì vậy bên? Đâu một người luôn. Ủa một người luôn hả? Cái bộ sau lưng này em có bộ quần đùi với màu xanh rêu nữa, ai muốn coi không? Ai muốn coi quần slip màu xanh nè, áo sơ mi nè, 2 tỷ. Sơ mi này sơ mi xưởng nhà em nha quý vị ơi. Quý vị ơi, sơ mi này xưởng nhà em, sơ mi con gà. Đẹp không? Rồi. Sơ mi con gà. Con gà này theo nha mấy chị nha, con gà này ngồi theo tay á. Đã tối tối bác anh Phước đang ngồi đầu đường á. Xe chỉ lượm kim ra con gà đó. Đó, gà này gà 28 nha. Gà này gà 28 chứ không phải gà 68. 200 ngàn sơ mi con gà. Đây. 280 ở lộn, 200 ngàn sơ mi con gà. Ai chốt sơ mi con gà chốt lên giùm em. Một miếng nặng 2,5 kg cho hai miếng là ăn thấy mẹ luôn. Mày cho ăn sao mà từ 1m42 nó lùn xuống còn 1m4 cho tao cho nó chẳng. Mai mốt nó 1m4 mà. 1m4 mà gì? Mai mốt là 1m4 mà nó ra nó cứ lớn lên, nó cứ chồng nó đẻ nó chửi nó lên 80 kg vừa. 80 kg 1m4. Ồ lúc đó tao bán đồ biết sai tao mang nhục luôn á Thủy. Cho một áo 74 kg của tôi đòn. Dạ ok chị Tươi thì đòn. Trời ơi lúc đó tao bán đồ biết sai chắc tao chuyển luôn. XL của chị Tươi đòn này bán đi. Tối nay bán ít mà ngầu nói với mẹ luôn á. 200 con kẹt. Con kẹt. Còn trên tủ còn gì để tặng mấy chị không vậy? Còn cái tủ. Gà 83 kg của Ngọc Điệp. Gà Ngọc Điệp là gà 68 á nha. Gà chị Ngọc Điệp là gà 68 á. Ngọc Điệp nè. Em mới báo ba phát là cái bill hàng của Ngọc Điệp á. Không biết nó làm sao mà nó không chịu giao hàng. Không biết nữa. Ngọc Điệp. Ngọc Điệp Điệp Điệp. Mấy chị ơi nói giỡn cho áo sơ mi gà đẹp lắm. Em nói kệ em nha mấy chị, tập trung mua đồ đi nha. Này. Mấy chị thấy tay nè. Em không có may tay cứng cáp giống như sơ mi bình thường đâu. Sơ mi này rất là đẹp. Đây sơ mi con gà. Sơ mi này là anh Phước phải ngồi hát bài xe chỉ luồng kim để bán á nha. Chốt giúp giùm em sơ mi con gà. Ai chốt con gà chốt giùm em con gà. Con gà gái te lé te chẳng rồi ai. Ơi ơi tiếp. Ê tiếp. Mấy chị ơi, cho em coi con gà đi chế, mình mua nhiều rồi chưa thấy tặng gì hết. Chị ơi, nhà em giờ còn 4 mạng. Thứ nhất ông nội 85 tuổi. Thứ hai anh Tư 63 tuổi. Thứ tư là anh Phước 40 mấy tuổi. Và thứ tư và cuối cùng là em 18 tuổi. Chị muốn em tặng ai? Chị nói đi. Đó, 4 người á. Chị muốn em tặng ai? Chị nói phát một đây. Ý nhiên 18 tuổi chị nuôi không? 18 là lộn 18 tuổi rưỡi. Đây 18 tuổi rưỡi, mặt ngây thơ trong đánh điểm ngây thơ. Đó mặt ngây thơ. Đây sơ mi con gà là Linh Hồi chốt cái chứ sáng giờ chưa bán gì hết Linh Hồi. À chút nữa like sớm sớm nghỉ sớm sớm 1 giờ. Xí cho ông nội cho hai bà vú nha. Ủa sao bữa mày xí anh Tư giờ mày xí qua tới ông nội rồi Thủy.
Đúng rồi, mày phải nên xí ông nội đi, chứ để hai bà vú đi đá cá ngựa hoài. Xí ông nội là đúng rồi nha. Đã, chị Tư Đoàn muốn nuôi ai? Nói đáp một đi. Chị Tư Đoàn muốn nuôi ai nói đi nha. Ê, chuẩn bị nè, tao like cái đống này xong là chuẩn bị đi lấy hàng cho tao like nè, đừng có cừ ha. Bữa kêu xí anh Tư, giờ xí qua tới ông nội rồi. Rồi má, cho em coi con gà đó, coi con gà không chịu đặt con gà mà đi ghi nội quy shop Ý Yên, thấy rảnh không? Quỷ gì đó cũng rảnh lắm nè. Em hay hủ da lợn, không, tao bán da heo, tao không có bán da lợn nha. Bộ đây là bộ đen với lại áo màu bò. Mấy chị ơi, thấy vải mềm nhưng mà có co giãn nhẹ nha. Còn đây là bộ đen kèm với lại là áo màu rêu ha. À. Hay hủ da lợn, có lộn hay hủ da heo. Không có bán da lợn, em bán da heo thôi. Ghi qua Zalo đi anh. Hay hủ da heo chứ không có bán da lợn. Đây là bộ rêu. Bộ rêu quần đen quý vị nha. Rêu quần đen, rêu quần đen. Chị nào chốt rêu quần đen chốt giùm em. Con gà có size 100kg nha. Nó giỡn cho táo táo vô giải trí cho chị mình, cuộc sống mình nó bộn bề rồi. Nó nhiều thứ bầm dập rồi, tối tối vô đây gặp em. Nhiều lúc nó trẻ hơn á chị. Nó trẻ hơn chồng đưa nguyên khỉ cho quẹt luôn. Chốt qua 100kg nè. Lấy đen rêu 100kg cho Ly Hồ đi. Áo con gà cho Bỉ Ngạn Hoa nè. Bỉ Ngạn Hoa áo con gà nè, Bỉ Ngạn Hoa áo này mặc đẹp lắm. Mặc phom không có thấy bụng đâu, Bỉ Ngạn Hoa mà vải đẹp nữa. Bỉ Ngạn Hoa 200. Đe lấy màu rêu cho Ly Hồ. Em có gửi địa chỉ à, tối em gửi cho. Áo 200. Bộ xanh rêu 200, bộ xanh rêu với lại bộ đen rêu với bộ đen bò là cùng một mẫu nè. Hai xị. Hai xị đó Nhi Nguyên ơi. Con gà gáy te lé te sang rồi ai ơi. Cái màu này đẹp lắm nha quý vị. Cái màu này rất là đẹp nha quý vị nha. Cái màu này là khi mấy chị mặc lên là y chang màu vàng bò. Cái màu này mặc lên đẹp lắm. Đẹp cực kỳ. Chị nào chốt cái màu này là sao quên nè. Sao quên nè. B.A.B. B có thể thay giùm con mannequin mập qua cái bộ này được không? Mày là canh mập đó, mặc cái bao đầm này xấu quá. Con đầm ta đẹp muốn chết luôn. Thiệt. Còn riêng bé lùn thì đợi con mang là canh mập thay rồi bỏ vô bao đây nè. Mặc cái đầm này xấu quá trời luôn. Một con gà 80kg với một bộ xanh rêu size 80kg của chị Anh Kiều. Đúng không? Chị Anh Kiều. Anh Kiều mua hàng em lần nào chưa? Ai bay quýnh lộn mày thay đồ cho con mang nó canh mặt mà quýnh lộn mày tao. Rồi 200 nè. 200 của chế Anh Kiều. Coi chế Anh Kiều khách cũ có khách mới. Buổi trưa like 2 giờ tối 8 giờ 30 nha chị Anh Kiều. Nhà em không cho kiểm tra hàng nhưng mà hàng chặt rộng gì á là cứ báo em. Em xử lý hết. Còn chị chưa tin thì hỏi mấy chị trên này như thế nào ha. 116 chị. Con gà 80kg cho chị Anh Kiều chưa? Rồi tiếp tục bộ xanh rêu XL cho chị Anh Kiều. Bên em là chốt hàng qua tin nhắn sơ mi trơn. Ngoài trắng đen còn màu khác không? Sơ mi trơn không. Sơ mi 108 á hả? Không, nó còn nhiều hoa văn mà. Bộ đó 200, nó còn nhiều hoa văn khác mà gái. Trưa mai like quần rinh với áo cho. Trưa mai like quần rinh với áo cho. Con gà gáy te lé. Lát inbox à. Lát chị inbox giúp em với chị giúp gì? Inbox gì? Mày phải inbox cho tao trước tao mới nhớ cho mày. Mày không inbox cho tao, tao sao tao nhớ tao inbox cho mày được. Có nghĩa là mày phải inbox cho tao là mày muốn nói cái gì mày phải inbox cho tao, tao mới inbox lại cho mày. Còn mày chưa inbox cho tao là sao tao nhớ tao inbox cho mày được, đúng không? Hai mi vũ. Đó. Bộ đó có bớt không? Bán hai chị mắc quá không chị? Nói thiệt chị mây luôn, nói thiệt lòng luôn. Bộ đồ 200 em lời có 195 ngàn à. Nha. Chị đứng vô đây chị quậy em đá hai trứng giấy trước chủ điện luôn á. Quần đùi 100.000 cái nè. Quần đùi 100.000 cái nó có nhiều lưng lắm. Nó có 4 size lận, size 60, size 60 đến 100kg, nói chung là 4 size lận nha. Chị nào chốt quần đùi chốt giùm em. Chốt quần đùi kèm số ký đi quý vị ơi. Đưa cái bao gì kia ra đây. Rồi lên ba tiếp bao đồ này nè. Không biết về mẫu gì luôn á. Không biết về mẫu gì luôn nha.
À, nếu mà chị nào mà lỡ 80kg mà 1m5, 1m55 là phải báo em nha. Ví dụ chị Anh Kiều 80kg là mấy chị vô shop em đừng có trừ hao. Trừ hao mặc vô nó bị rộng thùng thình, nó không có đẹp. Vô shop em cứ đưa đúng chiều cao cân nặng đi em lấy size cho. Ủa em inbox mà chị chưa trả lời hả? Con vô chọt cái coi, chọt cô 20 vũ cái vậy con. Chọt cô 20 vũ cái. Đây này em đang cho mannequin mặc thử bộ đen rêu nè, đó đẹp không? Đẹp không? Trời má con mannequin này nè, nó giống như Mỹ đen đó trời. Quần đen nè. Một mét 65. Gì à? Nói gì à? Chọt ngón tay vô cho gì đây? Mét 65 nè. Quần đùi 78kg của chị Dung Ngọc. Không có dấu. Mấy cái chị Dung Ngọc ơi? Mấy cái chị Dung Ngọc? Khi nào có quần ủi bỉ ngạn ho. Trời má, hôm qua ăn kia giờ không có quần rin ha. Quần rin toàn size 90 đến 100kg của bị ngạn ho không mà giá 150 không. Ủa không có livestream hả? Quần đùi của Dung Ngọc lấy trước một quần đi ha. Lấy trước một quần đi ha. Dung Ngọc một quần nè. Dung Ngọc một quần trước con Dung Ngọc không có dấu nè. Quần đùi của chị Mai Nguyễn nè. Mai Nguyễn nè, quần đùi của chị Mai Nguyễn nè. Yên lấy bộ xanh rêu rộng, lên số ký đi Nhi Yên ơi. Nè, Mai Nguyễn à, lên số ký đi gái ơi. Phải lên số ký nha Mai ơi, không lên số ký nè. Chữ B nè, cái này là B nè. B nè nha, Burberry ha. À, chữ này nè, nó có 2-3 lưng lận mà lưng nào cũng đẹp hết đó. Lấy hai cái đi, lấy hai cái lưng nào cũng được đây. Cái này là lưng Versace nè, đó. Lấy hai lưng đi gái chị Ngọc ơi. Hả? À, đưa lên em coi. Trời ơi em nói thiệt, cái chị gì mới mua đồ nè, chị Anh Kiều nè. Chị Anh Kiều mới mua đồ nè. À, nói sao quên rồi. Cái size của chị Anh Kiều mà 80kg mà 1m65 là mặc cái size XL nhà em là hơi bị đỉnh luôn. Là hơi đỉnh luôn. Bé gì lấy bộ rêu kèm số ký giờ mang Nhi Uyên nè. Hai cái quần của Đinh Thị Thiêu, chị Đinh Thị Thiêu em không thể nhớ số ký chị Đinh Thị Thiêu được luôn. Nhiêu ký ta? Chốt giùm em quần đùi kèm số ký đi. Không nhận được thông báo, trời. Nói thiệt luôn, toàn quần đẹp không rách nè, không rách nè, bát nè đều có size em hết luôn á, bỉ ngạn hoa. Ha. Rồi lên bộ này nha. Nhiêu ký? Nhiêu em thích lấy size lớn nhất hả? Còn một bộ duy nhất hả? Rồi lên hàng. Lên hàng. Hai con cá lia thìa và ba con cá lăn quăng. Hai cái quần của Đinh Thị Thiêu nè. Hai con cá lia thìa và ba con cá lăn quăng và năm con cá lia thìa và tám con cá lăn quăng. Hai quần của Đinh Thị Thiêu 200.000. Ờ, lần sau có chị ở em còn mà. Trưa mai vậy like cho. Rồi em lên bộ này 220 cho quý vị nha. Trời ơi coi nè quý vị ơi. Nó là bằng vải gì ta, phải đuổi. Vải đuổi. Nó bằng vải đuổi nha. Vải đuổi nó nhẹ lắm, ở sau lưng có dây kéo nha. Đây. Trời ơi. Trời đẹp không, phô đẹp không. Trời ơi. Tôi muốn giết người tôi không yêu. Đẹp không quý vị? Đẹp không quý vị, có thấy em đẹp không? Nè, cộng dây cột ở giữa bụng nè ha. Ở sau lưng có lưng thun phơm dài nè ha. Trời đất quỷ thần thiên. 220. Coi cái quần rêu nè. Trời ơi, coi nè quý vị ơi. Chết không? Sống gì nổi. 220 bộ rêu kèm số ký nha. Ờ à, không sao đẹp, hàng hóa có gì cứ báo thôi, không sao đâu. Lỡ nó có dội gì thì chị bỏ thêm ship chị gửi lại chứ cũng không sao đẹp ơi. Tại chị đẹp mua cũng quen á, mua đàng hoàng của chú mẹ luôn đó. Chị đẹp mua cũng quen nhưng mà cũng tranh thủ nhận giùm chứ không nhận giùm trong đây không có tiền mua sữa cho bảy uống nha.
Chốt giùm em bộ rêu phơm dài. Bộ này vải nhẹ nhàng lắm nha mấy chị nha. Bộ này mấy chị mặc lên rất là trẻ trung và dễ thương ha. Đây nè, ở đây có xếp ly luôn nè mấy chị. Ở sau lưng có lưng nhún nè. Ở trên này có dây kéo nè. Nó cần là vải đuổi nhẹ nhàng cực kỳ. Mày rảnh quá con điên. Ủa nhớ mà nghĩ tháp hôm qua đi người ta. Cái gì anh? Hả? Thì mang nguyên con tháp mới hôm qua Yên nó hỏi chồng. Yên anh hỏi nhưng mà chưa có đi. Tại vì không có địa chỉ để đi. Tại vì bà kêu là bà đi xuống xe đét gì đó hay gì đó Vĩnh Long mà bị Covid cho nên là bị nhốt ở dưới. Cho nên gửi về dưới. Hiểu không? Cho chưa chị Mai Nguyễn? Cho rồi. Rêu của chị Nhung Tô XL nè. Bộ này dễ thương. Nhung Tô XL không? Rêu của Nhung Tô XL 7 mấy ký hay sao á? Đúng không ta? Anh coi thử Nhung Tô trong bì trong đó size nhiêu ký à? Size gì anh? Nhung Tô. Chị Nguyên Phạm lấy size L nè. Size L thôi, bộ này có bo rộng thoải mái. XL của Nhung Tô. Nguyên Phạm quận 12 nè. Nguyên Phạm quận 12 nè. Rồi ai nữa quý vị? Ai nữa? À, cao mặc đồ đó được không? Chị My lấy bộ này size 2 đi, mặc cho thoải mái. Chị biết sao không? Chị là mu bự nè, tay bự nè, bụng bự nè. Lấy size 2 bộ đi, bộ này vải đẹp lắm chị. Bộ này vải đụng vô nhẹ nhàng dễ sợ luôn chị My nha. My chốt bộ này 2 đi, đừng chốt XL. Cái gì cũng bự á, nhất là em mu bự á. Mặc vô cắn đồ. Chửi nè. 60kg có size chị Vi Thảo nha. 60-70kg một size. 70-80kg một size. 80-90kg một size. Và 90-100kg một size nha chị Vi Thảo. Cho chị Mai Nguyễn bộ rêu XL nè. Dạ yeah. Phố đêm 200. Ủa một bộ, hai bộ mình nặng như vậy. Một bộ của chị Mai Nguyễn nè. Mua giùm em đi mấy chị, chứ nãy giờ chưa bán được gì hết trơn á nha. Chưa bán được gì luôn. Lấy Nhi Uyên lấy bộ size lớn nhất. Nó đi học mà, nãy nó đi xuống đi học mà lúc mình đi á anh. À trời ơi, ổng không nhớ gì, chửi nữa nè. Nhi Uyên size lớn nhất phải không? Nhi Uyên lấy bộ này size lớn nhất hả Uyên? Đúng rồi. Ây mấy nè, mình ở đây mình chị em biết sai không mà mình mắc thợ dễ trơn á Nhi. Thoải mái lên, năng động lên. Mình mập là mình phải đẹp. Mình phải đẹp, mình phải vi diệu mà mình phải giọng mẹ. Đó. Chừng nào chồng bỏ tính sao. 220. Rồi tiếp tục nha, lên đồ khác nha. Ây thôi giờ mình trời mưa mình lên đồ tắm đi. Chứ em thấy cống đồ nước nó lên lên láng luôn. Cắt bao đồ tắm này. Gì vậy? Uyên Lùng lấy rêu 70kg. Uyên Lùng ơi, mua hàng nhà Yên lần nào chứ Uyên Lùng ơi. Vậy chưa sao biết? Mới kiểm tra. Uyên Lùng là 70kg. Nhà ý Yên là không có cho kiểm tra hàng nha Uyên Lùng nha. Hai đứa cùng tên Yên mà. Yên em thì có U dễ thương hơn, còn Yên chị thì hơi vô hậu một chút. Má mới đó. Quay quá, không biết bà. Thì Yên tôi vô hậu, còn Yên nó bốn chữ có chữ U dễ thương. A tròn như, không phải A tròn lộn. Cái gì vậy chèn? Vậy em hỏi chị Vi Tu nè. Em hỏi một câu thiệt tình. Hôm qua còn bốn cái bộ đồ để tôi tính. Em hỏi chị Vi Tu nè. Có mập nào không muốn bự không? Đố chị á. Nói đúng. Đổi bộ ra lấy bộ bò. Ai? Nhiên đổ bộ kia coi thử còn bộ bà bay trong. Trước khi đổi coi thử còn bộ bà bay đâu. Còn vậy đổi cho Vi Uyên ơi. Em coi lại bộ rêu. Bộ rêu dễ thương lắm. Em mọc quá chồng bỏ rồi đó. Không phải đâu chị. Anh nói cái câu gì cho chị Phước Thịnh nghe đi. Nghe không chị? Chị nghe chồng em nói không? Lại 2, 3. Ông kêu cái cuốn. Ý ông nói là người đàn ông đẳng cấp lắm mới cưới được vợ mặt đó. Cái ông nói nhỏ với em hỏi lần thứ hai cái ông kêu cái của cặp đó chị Phước Thịnh không là tại vì sao bên em thôi, bên chị không cho kiểm tra hàng khi nhận, nhưng mà hàng em nhận rồi chập rộng chị đổi sai cho. Đổi sai lần đầu hỗ trợ ship, đổi sai lần đầu
Còn ship bình thường mua hàng là không có hỗ trợ nha. Đó Uyên nha, trưa lai 2 giờ tối 8 giờ 30 vô cái động này cho chị. Ông bướm ổng đi đâu ông gặp người ta ổng cũng nói là người đàn ông đẳng cấp lắm mới cưới được vợ mập đã. Thấy chồng em không chị? Lụm lúa lên xe quay đầu. Chị Yên ơi, con em mới nằm nó cười nói bà siêu nhân nói gì vậy? Bà siêu nhân đang bán hàng đó con. Nè bộ rêu này form dài nè, tay cánh tiên là đẹp lắm. Em nói mấy chị là bộ này xuất sắc lắm mấy chị, xinh lắm luôn, vải mềm êm. Bộ này mấy chị mặc vô là giống như không mặc mà mặc, cũng như không mặc mà mặc, cũng như không mặc mà giống như cũng mặc mà không mặc ngang. Đây bộ này 220 kèm với quần đùi nè Hương. Bộ này là mày mặc mày đi nhậu thoải mái luôn Hương ơi nha. Đời nghị Hương dịu dàng lại giống như Yên cái nha. Lần thấy Hương hét con là trong đây cặt giái tao đánh lô tô luôn à. Bớt hét con đi. Không được đánh con dù là cầm, không được đánh con dù bằng một cái khăn mùi xo. Hiểu không? Không được bao giờ đánh con bằng một cái nhánh nhành hoa, mà phải quánh con bằng một cái khăn mùi xo cột cục gạch. Dặn rất là kỹ. Chồng em dạy em vậy á mấy chị. Nó có gần đông với mẹ. Em lấy à, em lấy bộ rêu bộ bà. Chị có thể ngồi sang tí không? Cận quá nhìn không rõ. Đáng lẽ tôi ngồi gần bà cận, bà nhìn bà mới thấy tôi bự. Với tôi ngồi xa vậy rồi bà cận sao bà thấy? Đó rồi tôi ngồi xa cho bà vừa lòng bà. Tuy là bà chưa mua bill nào của tôi nhưng mà tôi ngồi xa cho vừa lòng bà đó. Bà vừa lòng bà chưa? Được chưa? Đó, được chưa? Hôm nay em rửng mỡ lắm đó mấy chị nha. Hôm nay em rửng mỡ lắm luôn, trưa nay đi hốt cái kho giày không được là tôi hao bị rửng mỡ rồi đó. Nói giỡn cho bộ này đẹp lắm, nói giỡn á, mua đi. Rồi giờ tiếp tục Bi nè, đi lấy hàng về bán. Đã nói nãy giờ chị tôi đòn chốt được mỗi trên lời kìa, mừng quá. XL của tôi đòn nè. Chị Lam mua tập trung mua đồ đi chị My. Không có mua cho ta gì hết mà nói hoài à. Tập trung mua đồ được không? Đó, mấy thước về chung rồi thôi. Chồng em BD cho đi lung tung nguy hiểm lắm chị. Chồng em BD nha, cho đi lung tung nguy hiểm lắm. Rồi bộ nhà 150 có ai chốt nữa không? Thời này mà mặt đẹp ốm dễ thương, lá chung trường nhiều người mết. Bà đi ngủ giùm tôi có bà mây ơi. Gì? Trời tao mà một bụng văn chương. Trời má lai láng, nước lên tới háng luôn. Giỡn mày. Vừa rồi, ừ vậy đi cho vừa lòng chị. Ừ bộ rêu nói nãy giờ Trần Quang Vinh chốt bộ rêu nè 220. Nói cho vừa lòng chị nha chị. Của ai? Trần Quang Vinh. Bài nội che ta đọc cho Trần Quang Vinh 220 nó hỏi của ai. Nè bộ nhà nè, bộ nhà cũng phơm chữ A giống vậy nè. Ai chưa chốt tập trung chốt đi. Bộ này xinh lắm. Bộ này rất là xinh luôn mấy chị. Tập trung mua hàng chứ nãy giờ chưa bán được bill nào hết nha. Nè, chốt quần dùm, chốt bộ giùm em bộ nhà 150.000 kèm số ký. Bộ xanh kiểu gì vậy? Bán cũng mệt mỏi lắm nha, máu bán vừa xong giờ hỏi tiếp. Bán cũng mệt mỏi lắm nha chị Hạnh, tập trung vô coi bill giờ tập trung vô coi hàng giùm cái đi. Bộ xanh phơm dài, bộ này dịu dàng lắm. Bộ này rất là dịu dàng nha, đây. Nhớ chốt bộ nha, đây dịu dàng không? Ôi phơm á hả? Em nói phơm này là phơm cánh chim, ở lộn phơm cánh rơi nè. Đó, ở sau lưng có lưng chung nè, rất là đẹp ha. Phơm cánh rơi, phơm dài, kèm với lại quần đùi rêu kèm theo. Đó, bộ nhà 75kg của Sandabel nè. Đây nè mấy chị, áo chị mặc còn không? Ai hỏi áo lần nữa nghỉ like á. Thiệt, lần nào mặc cái áo này lên cũng tập trung vô cái áo hết trơn à. Mà tôi không lôi ra mặt thì tôi nhìn cái áo tôi thèm muốn chết. Mà tôi nhớ con Đỗ Quỳnh Như hồi đó nó cũng có cái áo này mà sao nó hỏi hoài, nó đi kiếm hoài hết trời. Áo này em có 2 cái. Nhưng mà đừng ai hỏi bán hết nha. Quần đùi XL của Sandabel nè 150. Cái quần nó vậy á, tại vì cái quần cái form nó vậy á, chứ không phải nó ngắn đâu, form nó cùng rập với lại mấy cái này hết trơn á. Form nó cùng rập hết, nó ly hồ. Mặt nó không có thấy kẻ chim đâu. Ủa mày nói, ủa nãy giờ Nguyễn My có bộ nào chưa? Có bộ rêu này nè, bộ rêu em mới đưa lên nè chị. Bộ nhà 85kg của Lâm Thị Tuyết Ngân nè. Ghi giùm Lâm Thị Tuyết Ngân này. Lâm Thị Tuyết Ngân này ở tỉnh hay thành phố ta? Hôm qua lộn hai bill này nè. Qua em lộn bill hai cái bill này nè. Ủa anh Tư ơi, anh Tư, hôm qua em nhắn tin anh để này hai bill anh có để không? Trời đất ơi,
Ủa em kêu để lại hai cái bill của Lâm Thị Tuyết Ngân với cái dấu ở tỉnh, với Lâm Thị Tuyết Ngân ở thành phố. Tuyết Ngân Nguyễn Thị thành phố. Tuyết Ngân Nguyễn Thị thành phố, anh có để lại bill nào không? Hả? Không. Trời. Trời má ơi. Có đồ ăn ở trỏng mà đi lưu lạc kiểu đó về chắc hư luôn quá. Đặng Hồng Hạnh một bộ rêu nè. Bộ nhà 85kg của Lâm Thị Tuyết Ngân, để chút xíu mà cái bill chị này để em giải quyết nha. Trời má ơi, dặn hai bill rồi cuối cùng cho đi luôn má, tốn hết nùi tiền tiếp nữa. 150 của bé Lâm Thị Tuyết Ngân có dấu nè. Lâm Thị Tuyết Ngân có dấu. Bộ rêu hay của chị Cathy Trương, trời bữa giờ mấy tháng rồi, 18 tháng chị Cathy Trương chưa mua đồ nhà em nha. Bộ Cathy Trương 2X nè, 220. Có bộ 85kg chị Xanh Ngọc, nhà em có size 60 đến 100kg luôn nha. Xanh rêu 74kg của Lily, coi thử Lily mới hay Lily cũ vậy. Lily xanh rêu nè. Lily 220 nè. Bộ nhà của chị Hải Âu size L nè. Size L 150 của Hải Âu nè. Bộ chữ A màu cam có size từ 60 đến 100kg nha chị Nguyên Hà. Chị Nguyên Hà vô nhà yên là chị có chốt bộ cam kèm số ký, chốt bộ rêu kèm số ký, còn tiền từ từ tính sau. Đó, vậy đó. Tiền là mình đi bóc tách họ, không có thì xuống chị Nguyễn My nha. Đó. Rồi, cất đồ nha. Quay xe. Hải quay xe. Quay vô cái mặt á. Có chị, size của chị là size L nhỏ nhất nhà em á, 60 đến 70kg nha. Lily này khách cũ hay khách mới hả con? Ờ, à, chỉ có một cái Lily à. Vải có coi giãn không? Là chị Lily lấy bộ gì vậy? Xanh rêu hả? Nó là vải coi giãn nhẹ. Cái này là bộ chị Ốc Dũng. Bộ nhà. Quần. Quần đen. Kèm với áo. Áo này có coi giãn nhẹ đã lắm nha mấy chị. Vải coi giãn êm lắm. Rồi. Áo xanh rêu cũng vậy. Quần đen. Kèm áo xanh rêu. Bộ xanh rêu này vải coi giãn nhẹ. Vải đuổi. Vải đuổi mát lắm cô ơi. Nói vậy đó. Chị Ốc Dũng quốc hai bộ này đi, dễ thương lắm, đứng bán ốc là coi như đắt luôn nha. Đó, rêu XL của Ốc Dũng. Em có rêu phơm dài nữa nha. Ốc Dũng có mua quần này không? Quần này có size từ 60 đến 100kg nè. Quần này 100.000 con, vải co giãn dữ dàng lắm. Nói giỡn chứ lên hàng hay bây giờ hàng hàng xưởng lên lên tiếp đi. Bên kia có bộ đoàn qua, có bộ gì ta? Thứ nhất là bộ bò, thứ hai là bộ rêu phối đen. Với lại bên xuống nhà dưới ngay trên cái kệ có cái bộ đen phố trắng hôm qua sắp lên thiệt là nhiều, lấy bộ size L lên luôn. Lên thế nãy giờ giỡn giỡn chưa bán gì hết luôn á mấy chị. Mấy chị chốt quần, quần này có size 100kg luôn nha. Có size 60, có size 70, có size 80, có size 90, có size 100kg. Mấy chị nhiêu ký cứ lên size đi, còn lại cuộc đời của mấy chị để em lo. Chốt cho Ốc Dũng bộ rêu chưa vậy? Ốc Dũng lấy bộ rêu phơm dài nè. Cái quần đùi này mấy chị mặc sung sướng lắm, 200. Cái quần đùi này nè mấy chị mặc sung sướng lắm. À, để từ từ nha, em cắt đồ tắm cái này nha. Hai bộ vậy lấy thêm bộ bò cho cô Ốc Dũng nữa. Sao XL mà. XL của Ốc Dũng. Rồi lên bộ bò chính tóc cho mấy chị 240 nè. Với nhà dưới kệ. Cái kệ mà bộ đen phối trắng bỏ lên thì nhiều, chưa bán, chưa lên like luôn á. Lấy bộ đó đi. Nay hết hàng xuất có mà chưa lên. Hình như qua chị thấy lúc mà chị like, chị thấy Quỳnh Giao có nhắn gì á, mà hình như anh Phước hay ai chọt vô đọc cái không thấy nổi lên, là tối chị đọc chị trả lời nha. Đây là bộ bò nè. Nãy đi đường sực nhớ. Đẹp không mấy chị? Trời ơi em nói mấy chị nghe nè. Ôi trời. Vải co giãn đã đời lắm. Bộ bò kèm quần chính tóc. Bộ này mà chị nào mà bụng với nay nhiều là mặc vô cực kỳ gọn. Nha. Cho coi quần đùi. Nó có 3 cái lưng lận chị. Quần đùi này có 3 lưng lận. Mà vải co giãn 100.000 quần nha. Quần là lưng này là lưng chữ B nè. Lưng này là lưng V-sát nè. Ha. Lưng này là lưng V-sát nè. Còn một lưng nữa là lưng lưng Lucky. Lưng chữ L Lucky. Lucky kia đó. Đẹp lắm. Mà vải đẹp lắm mấy chị. Cầm cái quần 100.000 đây mấy chị. Mấy chị mê mẩn lắm mấy chị. Cầm cái con quần 100.000 đây lên là mê. Mê bao phê luôn. Rồi không phải. Đây quần. Bộ bò. Bộ bò này là kèm quần chính tóc ha. Coi lại bộ nhà. Đây bộ nhà đây Ly Hồ.
bộ nhà, quần form chữ A, áo hình như còn có 100 kg à. Bộ nhà đẹp không chị Ốc Dũng? Trời ơi, bộ nhà 150.000 nè quý vị, xinh không? Form chữ A áo luôn á. Chốt giùm em bộ nhà nha, có size chị Cathy Trương. Chị không gửi áo sơ mi chữ đen. Nói thiệt chứ giờ gửi sau rồi chứ giờ em không nhớ hàng hết luôn á. Thiệt, ngày hôm qua 200 bill em muốn chết luôn. Thương em mà gửi sau giùm em đi chị. Chế đặt sau giúp em đi. Còn bộ váy của Ly Hồ nè, 150 của ba Ly Hồ. Bộ quần chính tóc nè. Cho hello chị Maria Huệ, cho xem form dài em ơi. Form dài là sao chứ? Rêu form dài hả chứ? Hay là đây là bộ chính tóc màu bò là đẹp không? Mấy chị coi vải nhà em nè, bộ chính tóc màu bò. Chị nào chốt chính tóc bò chốt giùm em kèm số ký nha. À, Dung Ngọc lấy em. Ủa Dung Ngọc hỏi lấy thêm hay lấy sao vậy? Dung Ngọc đang nhắn tin đó con ạ. À, Thi Phan, chị gửi cho em áo chưa? Chưa, hôm qua em có nhắn với mấy chị ở trên mây. Em nói mấy chị ơi, chị nào đặt hàng thì tối nay em gửi hàng nha. Hôm qua 200 bill mà chỉ có nhà em. Em lấy bộ nha, hai quần đùi của Cathy Trương 90 kg. Em lấy bộ gì á Ốc Dũng ơi? Bộ nhà hay là bộ bò? Hai quần 90 kg của Cathy. Của Cathy nè. Hai quần 90 kg của Cathy. 100.000 quần về, mấy chị coi chất quần, chất vải là mấy chị mê lắm. Quần này mà Liên Hồ không lấy nè. Đừng lấy rộng, lấy bộ nhà size L được rồi. Ủa Ốc Dũng nhiêu ký vậy? Lấy bộ nhà hả? Áo mặc không có. Chính tóc có một màu à chị, cứ mỗi mẫu em ra một màu thôi. Ốc Dũng à, có muốn đổi hai bộ kia qua size L không? Có muốn đổi thì báo nha. Tại không có nhớ ký nha. Tại chưa nhớ, em nhớ Ốc Dũng là XL mà không biết có đúng không nè. Ốc Dũng 150.000 nè. Chính tóc chị mà về chị mặc. Vậy để áo ra size chị, dạ chút xíu em về em để cho từ từ gộp đơn đi sau nha. Đừng lấy rộng, chính tóc cái màu bò này nè, ở ngoài nó đầm lắm. Mà em nói chị tươi đòn, vải đẹp cực kỳ, nhất là cái form lên. Form lên dễ thương lắm. Form lên dễ thương, bà cố nậu ngoại quan viên hai họ luôn. Bộ nhà tuần sau gửi em được không? Em đi biển, không có nhà dài được chị Phương. Một quần gì? Nhưng mà ý là bà lấy lai quần gì? Hỏi thử nhiêu ký, hỏi rõ ràng đi con. À chị Nguyễn Phương là 95 kg hả? Để em coi thử còn size chị không nè. Nè Nguyễn Phương, coi thử Nguyễn Phương này, nốt cái bill giùm luôn. Nguyễn Phương 150, Nguyễn Phương 95 kg, hình như thành phố là nốt cái bill. Áo em mặc là hết rồi chị, hồi nãy được 60 mấy cái bán sạch sẽ luôn chị Cú Bắp. Nãy được 60 mấy cái bán sạch sẽ luôn nha. Rồi em lên bộ này quý vị sẽ bị ghiền nè. Trời ơi, nói nghe nè, bộ này vải đẹp lắm. Chế nào chưa chốt bộ đen phối beo này làm ơn chốt đi nha. 78 kg. XL lại lấy hay không? XL, ta nói lấy lưng gì không? Chứ nãy bà lấy 1 cái rồi á. Dung Ngọc không có giấu không? Nhắn tin cho cô Dung Ngọc ơi. Hỏi cô Dung Ngọc hồi nãy cô có beo chưa? Ra kiếm em bé lùng. Ra tên 74 kg. Coi không có coi dạng á nha. Nè bộ đen, bộ này là đứng bán ốc được nè. Bộ này à, sau lưng có dây kéo nha, đen phối rêu, xinh lắm. Ủa cô đó lấy rồi hả? Ừ thì đó, hỏi cô đó, cô lấy rồi mà. Nè mấy chị, đen phối rêu kèm số ký. Hỏi cô lấy thêm chứ hồi nãy cô lấy rồi hay là cô muốn lấy thêm? Mấy chị coi vải của bộ đen phối rêu dài nè. Đen phối rêu kèm số ký, bộ này 250.000. 250.000 đen phối beo nha mấy chị nha. Đen phối beo 250.000. Chị nào chốt đen phối beo 250.000 chốt lên giùm em ha. Chốt lên giùm em. Rồi lên tiếp bộ 220 cho quý vị nè. Lên tiếp bộ 2, đợi ngồi xích ra cái không bà chị rồi bà la nữa. Rồi lên tiếp nha. Lên tiếp bộ 220 cho quý vị. Ê, coi bộ 220 nè, nhức nách luôn. Quay xe. Đây áo nó sẽ bị như thế này nè, áo nó sẽ như thế này nè quý vị, đẹp không? Hỏi 220 nè quý vị thấy đẹp không? Vải co giãn luôn ha, nè áo nó sẽ như thế này nè. Đó cái tay nó sẽ nằm lệch lệch xuống này nè, ở trên đây nó có cọng dây nè, thấy không? Đó ở dưới nè, thấy sẽ đùi, ló cái quần đùi ở trong nè. Đó sẽ đùi, sẽ đùi, sẽ đùi.
Nè coi vải nè, chốt giùm em bộ đen phối trắng kèm số ký đẹp không? Rồi 220. Đen phối trắng. Cái này là bộ chị Ngọc Tâm có size 90 đến 100kg của chị nha. Bộ kèm quần đùi nè chị. Bộ kèm quần đùi 200 ngàn bộ quý vị. Quay xe. Trời ơi cái bộ đen này em nói mấy chị nó đẹp. Nó đẹp dữ dội luôn. Bộ đen này có size từ 60 đến 100kg nè. Đẹp dữ dội luôn á. Ngồi xe nhìn form đồ đẹp ha. Đó nhìn gần gần. Nãy giờ bán được gì chưa? Nãy giờ bán được gì chưa mà ngáp dữ ngáp dằn à trời. Đen phối trắng 65kg của Trần Tường Vi. Dạ đây chị Vi. Đây em đưa bộ này cho chị Vi luôn nè. Chị Vi mua hàng bên nhà em lần nào chưa? Nè Trần Tường Vi khỏi mất công Bi đi xuống nhà dưới lấy nè. Trần Tường Vi size 65kg. Size 65kg là chế là size nhỏ nhất của nhà em á. Chế bé nhất nhà em luôn rồi đó. 220 ngàn. Rồi xin số điện thoại. Bên nhà em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha mấy chế nha. Nha mấy chế nha. Không cho kiểm tra hàng khi nhận. Hàng chặt rộng gì muốn đổi size cứ báo em đổi size cho mấy chị ha. Bộ đó có size chị Thảo Huỳnh Huỳnh. Có size 100kg của chị Thảo Huỳnh Huỳnh. Mua một bộ đó ngày mai giao luôn hũ đát. Ủa chị Thảo Huỳnh Huỳnh lấy đát gì vậy? Đát rim thơm hay đát rim chanh dây? Phố đêm. Nãy em bán quần đùi 100 ngàn mà chị Thảo Huỳnh Huỳnh không lấy là tiếc lắm luôn nha. Vải đẹp á. Đen phối trắng thứ tư hãy ship cho chị. Thứ ba chị không có nhà. Ok. Em mua chị một lần rồi mà mất điện thoại giờ mới tìm thấy chị nè. Trời ơi. Bi xuống lấy 2 bộ XL ơi Bi. 2 bộ XL với 1 bộ 100kg cho Thảo Huỳnh Huỳnh. 3 bộ Bi đứng dưới đi. Dạ. Lấy 3 bộ XL với 1 bộ 100kg. 3 bộ XL với 1 bộ 300kg. Hello hello mấy chị hello. Rồi lên tiếp hàng nha. Giờ đồ tắm rồi đó, từ từ em dẹp cái quần này cho đồ tắm vô nha. Em dẹp quần này cái cho đồ tắm vô. Tại em thấy bữa nay mưa nhiều nè, nước cống nó lên nè mấy chị. 3 bộ. Mấy chị đợi em qua em lấy cái bao hàng sale của hàng xuất qua cái. Em đi bắt diễn ngu. Cái bill của chị Thanh Mỹ hả? Chị Thanh Mỹ dặn là thứ tư mới giao chứ thứ ba chị Thanh Mỹ đi. Thanh Mỹ này có bill đâu? Đâu ba bộ đồ đâu? Ba ít của ai vậy? Ba ít là của chị ba chữ Thảo Huynh Huynh ba ít. Thảo Huynh Huynh một bộ nè, Ốc Dũng một bộ nè, Thanh Mỹ một bộ nè, Chế Tươi Đòn một bộ nè, đó. Với lại ghi trên cái bill màu của chị Thảo Huynh Huynh là một đát rem chanh dây. Dạ, chị coi lại bộ đen trắng hả chị Phương? Dạ ok, cho Trâm mượn lại bộ đó. Bộ đó mấy ít à? Đây rồi. Lấy cái bộ XL, anh ơi Trâm mượn bộ XL anh đang cầm ấy. Liệm nhẹ nhẹ mất hồn. Liệm gì mà mặn quá. Bộ này đẹp lắm chứ ơi. Nói chung là đợt này em ra mẫu còn xuất sắc không à. Thiệt luôn á. Em ra mẫu kiểu này là mấy chị chết với em quần đùi nha. Quần đùi nha, áo nè. Đó, cưng ngon mà vải co giãn đã lắm nè. Áo nó sẽ như thế này nè, trên này cọng dây nó dính trên vai, trên này cọng dây nha. Đó, cọng dây nó nằm đây ha. Cái áo nó sẽ lợp lợp như thế này nè, đó, nó y chang gì luôn. Rồi khi mấy chị bước lên một bước như catwalk á, thì nó sẽ lót cái con quần đùi ở trong này lên. Đấy, nói tiếng Anh hiểu không? Khi mấy chị đi giống như catwalk ấy, đó. Bộ này 220 vải co giãn nha.
Nay có quần ố hay quần gì không? Nay chưa về quần gì? Bộ đen phối quần đùi, quần quần đùi chị Văn mạch mạch quần đùi nó mới đẹp chứ. Nếu mà phối quần dài bước lên thì nó thấy cái quần chín tấc nó không có sang mà quần đùi nha chứ. Mẫu đây là người mẫu mặc là quần đùi ha. Đó, chị thấy không đó? Rồi là nó sẽ ló con quần đùi giống như cái nền nó trong vậy nè. Đó, nó ló vậy đó. Nói chung là cưng lắm. Bộ này trước có bán một lần, tổng cộng may đây là lần thứ tư rồi. May bộ này là lần thứ tư rồi nha. À, Vivi em ơi, dạ em có nốt lại chị Vivi, chút nữa em xuống làm bill em gửi cho chị Vivi nha. Tí xíu em xuống làm bill em gửi cho chị Vivi. Rồi còn ai nữa không mấy chị? Em đuối quá đuối rồi. Em đuối, bán đồ ăn. Lớp làm đồ ăn sỉ, lớp làm đồ ăn lẻ, lúc quần áo, lớp giày dép. Em đuối như con cá đuối luôn mấy chị. Rồi chị nào chốt bộ đồ đen miền trắng này của chị gì ạ? Của chị Thanh Mỹ nè. Bộ này vải đẹp lắm nha. Bộ này mà mấy chị cầm vải trên tay là mấy chị sẽ bị mê ha. Mấy chị sẽ bị mê nha. Đồ nhiều quá không biết bán từ đâu. À em còn một con áo rêu nè. Em còn một con áo ba lỗ rêu nè, 80.000. Chị nào hôm qua chưa chốt con áo này nhớ chốt nha. Em mặc con này em đóng thùng quần rin là hơi bị đỉnh luôn nha mấy chị. Đó chị thấy đẹp vải nè. Đã không? Nè còn một con nè xinh không? Em xinh em đứng chỉnh ịnh em cũng xinh. Bộ đen viền trắng 72kg của Vivi. Hổm giờ Vivi lấy size L, XL, lấy XL đây. Ngày mai có quần rin ống đứng 74kg cho mình một cái nha. Ống đứng, ống suông hả chị? Cái này hên xui, ống suông là hên xui nha. Hai chị tư đoàn vô like chơi em đi. Thứ nhất em thấy người ta like, em thấy người coi em hot nó cũng như chim. Chừng nào em ơi, chừng nào có đầm ghiêu 90 ba lỗ rêu của Hạnh nè, Nguyễn Hạnh 222 Đà Lạt 80.000. Qua cái nào đi chưa? Dạ nhưng mà mặc với jean đẹp lắm chị. 80.000 nè. Áo 70kg vừa chị Thu Thảo. Áo này là 60kg cũng vừa nữa. Thiệt. Áo này 60kg cũng vừa nữa Thu Thảo, Thu Thảo. Nhưng mà còn con nè mấy chị, còn đúng một con nè. Còn đúng một con là hết nha. 80.000 hàng xuất đó mấy chị. 80.000 hàng xuất. Áo khoác hổm giờ mấy chị lấy chưa, mấy chị coi mẫu chưa? Áo khoác lấy chưa, coi mẫu chưa? Bây bây, đứng dậy bỏ cái ba đồ tắm đi cho chị đi. Cái này hả? Đúng rồi. Áo ra mặt không có bán chị. Rồi lên đồ tắm nha, chưa cắt luôn hả? Chưa. Cắt đi. 9 tấn có màu khác không? Uống trà sữa hồi hổm giờ không xin tiền luôn á. Dầu thiệt, hai ba dầu thiệt. Dầu có hôm nay. Gì? Muốn có hôm nay mà bay miếng dầu. Bay dầu quá mà nay đâu thèm xin tiền. Tháng nay để thục lương Bi xuống cho Bi uống trà sữa không xin tiền. Giờ xin công việc của mọi người. À, uống ỉa ra cướp và xin gì nữa. Đây. Mấy chị biết cái này là gì không? Đây là cốc uống trà đá. Này là cốc uống trà đá này nha mấy chị nha. Cái này vi diệu lắm. Này lấy uống bia cũng được nè. Cốc này là cốc uống trà đá hoặc uống bia nha mấy chị đây. Đây. Nó sử dụng này không? Đó. Nó sử dụng này không? Bán đồ tắm hả mấy má? Ủa? Đang bán đồ tắm nha. Chị nó có cốc kìa. Nói gì kệ ta. Cho gì uống bia chị. Bởi em tưởng cái cốc thiệt. Hai nó tưởng cái cốc thiệt, xin gì uống bia kìa mấy chị. Hai con điên. Hai con bệnh tâm mau. Ba mà thích dùng cái này lắm. Rồi lên nha đồ tắm. À, có cho sim hàng không chị? Không chị Thanh Hằng. Bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận, chỉ cho sim hàng anh shipper thôi chị. Không có cho kiểm tra hàng. Kiểm tra hàng rút hoài, mất đồ hoài. Cho nên em có cho kiểm tra hàng. Hôm nay có hai size quý vị à. Hôm nay có hai size. Mà giờ nó không phân đồ ra, nó đen không thì giờ làm sao đây ta?
giờ làm sao đây ta, thôi giờ lên cái này trước đi. 250 một bộ, bữa nay nhỉnh size nha. Em may giữa cái quần với cái áo ở trên nó không có cách xa nhau đâu nha mấy chị, nó cách nó không có phải lộ cái bụng đâu, cho nên mấy chị mặc là vô tư. Trời ơi nè, hôm nay mà bộ đồ tắm mấy chị mặc là quá ư trúng mánh rồi nè. Ở trong này có quần nè ha, kèm với chân váy nè mấy chị. Tối nay em mặc đồ tắm này em chụp cho mấy chị mua nha, đồ tắm kèm số ký. Người em có đúng một cái nhược điểm thôi nha mấy chị. Rồi đồ má em cầm đồ tắm nè mấy chị. Em nói cái áo nó may gì kỳ vậy ta, không phải. Đó là cái quần á mấy chị, tôi để như vậy á. Để em đưa cái áo lên cho mấy chị coi nha. Đây áo đây nè, đây. Trời ơi, nè mấy chị ơi nói nghe nè, một màu xanh, chấm thêm màu vàng, họ người dân bắt khuôn mặt bắt hình dòng, tăng. Nè quý vị ơi, chết quý vị sống gì nổi với cái bộ đồ tắm này quý vị. Trời ơi, giữa cái áo với cái quần nó cách không có bao nhiêu đâu nha, nói cho mấy chị biết ha. Nè đưa cái này xuống, chụp cái vú lên dịnh lại. Cái dây này tăng đơ nè mấy chị, tăng lên mấy chị, giảm xuống tùy mấy chị ha. Chốt giùm em đồ tắm kèm số ký nha. Trời ơi con này đẹp quá, con này của chị cái gì Phương chốt nè, chị gì Phương quên rồi, lỡ không vừa. Ví dụ chị Hằng mua em á là chị Hằng phải ghi lên Yên ơi lấy bộ đó, chiều cao nhiêu, cân nặng nhiêu, đúng không? Rồi ok. Ví dụ em gửi hàng cho chị đó mà nhiều lúc cơ địa của mấy chị khác người bình thường, mà lỡ chật rộng á thì mấy chị cứ báo Yên ơi cái bộ này mẫu này là giá. Mấy chị phải trải cái bộ đồ ra chụp cho em nha, trải bộ đồ ra. Yên ơi bộ này bữa chị mua 220 nè, chị bị chật, em đưa size lớn hơn cho chị hoặc là đưa size nhỏ hơn cho chị. Là shipper nếu mấy chị muốn mua hàng nữa thì mấy chị cứ mua, hoặc là mấy chị không mua hàng thì em sẽ là cái người gửi hàng xuống cho chị. Mấy chị đưa cái bộ đồ chật đưa cho anh shipper đưa về cho em, ship em chịu. Lúc đó bill đầu tiên đổi trả ship em sẽ chịu, nhưng mà bill thứ hai thứ ba thì mấy chị phải chịu hết đó. Một bộ tắm của chị Khánh Ngọc nè. Trời ơi chị Khánh Ngọc, em nói thiệt, có đi big size không có ai bán đồ tắm như em đâu. Bữa giờ rồi em cũng ra một lô đồ tắm mà nó không may size lớn, đợt này nó may size lớn nè. Bộ này mặc cái tùng nó che nè chị ạ, nó che bụng nè, ở dưới cái chân váy nữa, cho nên mấy chị không có lộ bụng ha. Bộ đồ tắm của chị Khánh Ngọc nè, 250.000 của chị Khánh Ngọc nè. Có size tới 100kg nha quý vị nha. Có size tới 100kg đồ tắm này, hôm nay em về hai mẫu luôn. Để em khui cục nữa có từ cái mẫu gì. Để tối em mặc bộ này em chụp cho mấy chị coi. Mấy chị là thứ nhất là đồ tắm phải mặc ôm vô người nha. Mấy chị đừng có nhắn tin cho em là Yên ơi bộ đồ tắm này nó bó quá. Dạ làm ơn, đồ tắm là phải mặc bó vô người. Mặc không bó ra kia ta nói sóng đánh một giạc một cái rớt vú ra ngoài luôn. Tôi bị rồi nha mấy má, tôi bị rồi đó chứ không phải tôi không bị đâu. Thông báo cho biết là con bị rồi đó nha, con bị nó đánh rớt vú ra ngoài rồi chứ không phải không bị. Con này nó may đồ tắm thì nó không gắn tay trong bộ đồ trời, may là biến quá, may xưởng rồi mà làm biến quá. Có gắn cái size không cũng không gắn. Bộ này tấu em mặc cho hot trend trên mạng luôn em mới bị. Rồi em còn một mẫu nữa, mấy chị có muốn coi đồ tắm nữa không, em lên mẫu nữa nè. Bỏ hai cái cốc uống bia vô cho chị đó nè, bỏ hai cốc uống bia vô cho chị đó, cho chị Khánh Ngọc ơi. Khánh Ngọc, Khánh Ngọc bỏ hai cốc uống bia vô. Đâu rồi? Đâu rồi cái thằng cha mà cái hồi đó đâu rồi? Bây giờ hết giờ sao anh? Thôi để tao đứng đây đi. Một màu đen đen. Ủa mấy chị còn coi like không mấy chị? Trời ơi chị Khánh Ngọc, em nói chị là chồng em phái cho mấy cái like lắm, mấy chị không tin, phái dữ lắm. Đây là bộ yếm nha. Hồi nãy là cái bộ tầng, thì đây là bộ yếm ha. Đó, đó. Đây là bộ yếm nha quý vị nha, đây là bộ yếm. Đó. Bộ yếm này kèm với hai cái núm chụp vô nha. Bộ yếm.
kèm với lại chân váy quần ở dưới nha quý vị, kèm với lại chân váy quần ở dưới. Bộ đây là bộ yếm nè, chị nào chốt bộ yếm chốt lên giùm em, không lấy cóc nhé. Vú tôi đủ rồi chị đẹp, không lấy cóc cho anh dùng hả Bảy? Lấy cóc uống bia đi chị. Đây bộ yếm nè bé, giờ giờ bé bi với bé lùn làm sao xuống lấy 4 cái bì mà nhỏ thôi, 4 cái bì trong gì nè, ghi đồ tắm ra, tại vì nó hai size mà 4 bịch lận, ghi size số 1 và size số 2. Rồi lên đây chị chỉ cho ghi, chứ nó tới hai mẫu lận. Lấy bì, trời nó thương bì ghê đó, mày biết cái lòng nó chưa, bởi giờ tới lòng như cái vậy. Nãy giờ bán được gì chưa ta? Chưa, chưa bán được gì đúng không? Để kiếm gì bán đi. Thì giờ đồ nhà nhiều quá, không biết giờ bán gì trước nữa. Ờ bây giờ mình bán áo vú chống tuột đi. Giờ mình bán áo vú chống tuột đi. Để em kiếm cái mã nào em sale cho mấy chị mã cho vui vẻ nè. Để kiếm mã nào. Bé bé lùng đứng dậy lấy mấy cái áo khóc rin lên đây gì sale cho hết đi. Lùng đứng là nhỡm đít lên lẻ như chị Bi nè, đưa cái cục cờ sạc dự phòng qua đây. Đâu? Dưới đây nè, dưới nè, chị thấy có mấy áo khóc riêng đó, thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi đó, còn mấy con áo khóc riêng nè. Nè em còn mấy con áo khóc riêng nè, 250 sale mấy chị, sale 160 đi cho hết hàng đi. Sale 160 nha, 4 bịch phải không? Kêu lên lấy 4 bịch, lấy 2 bịch. Lỗ tai như lỗ mũi vậy. Ủa hồi nãy có ông chị nào lấy cái bộ gì mà em chưa lấy ra? À hồi nãy giờ chưa lấy cái bộ đen viền trắng cho Vivi, Vi ơi lấy bộ XL cho Vivi luôn nha. Cái này là bộ Thanh Nga Phạm chứ không phải áo. Ờ dạ ok, em lên áo ngực xong em lên áo ngực cho. Áo ngực mặc hàng ngày và áo ngực chống tuột nha. Cái áo em đang mặc á là áo chống tuột mấy chị. Áo này là đang ăn mặc là áo chống tuột nè. Là không có cần mặc dây đâu mấy chị, mặc nguyên ngày nó cũng không có rụng vú ra ngoài. Mà mặc nó êm lắm, nó không có bị cấn, nó không có bị đau, nó không có bị đau khúc dưới này mà nó cũng không có cấn cái này. Tại vì người em á, em mặc chứ em mong manh dễ vỡ lắm. Cho nên chị nào cần áo chống tuột để mặc với cái này nè, mặc với dây nè, thì mấy chị nên lấy con chống tuột này ha. Đó, nên lấy cái con chống tuột này 160 ngàn, nó nhiều màu lắm. Mà màu nào mấy chị mặc vô nó cũng nhu hết á. Màu nào mấy chị mặc vô cũng nhu và đẹp hết á nha. Em có một con áo khoác dưới 74kg nè, xanh bạc, 250 xả, 250 xả 160 nè, xanh bạc nè, dưới 73-74kg đẹp không? Dưới 73-74kg chốt giùm em con xanh bạc này, xả 160, xả 160 ngàn, áo khoác, áo khoác xả 160, chốt bộ đó cho Vivi đi. Vivi, Vivi chút nữa đi kèm một, anh ơi ghi anh bill của Vivi đi anh, một đát rim thơm, một đát rim chanh dây của Vivi luôn. Thì giờ có bill bộ đồ nè, bộ đồ 220. Cho em coi lại bộ vàng 150, đâu có bộ vàng nào 150 đâu chị. Các thơm với các thêm nữa, dày đúng không? Dày với thơm. Lên đi buồn ngủ quá nè, đợi chút chị, hôm nay em like cũng ít à. Bộ này là cái áo khoác này dưới 75kg thôi ha. Rồi xả mấy chị 160 áo khoác này. Chị nào chốt áo khoác này chốt giùm em, xả 160, trả 160 ngàn áo khoác này. Còn chị nào dưới 85kg là lấy áo khoác này, 85kg nè. Này 85kg nè. Ha. À, này 85kg, XL, tay lớn hơn tí. Khoác của Ốc Dũng nè, 160 của Ốc Dũng. 160 của Ốc Dũng. Ốc Dũng 160. Mày phải lo từng cái gì nè. Con này dưới 85kg nè. Con này dưới 85-88kg nè quý vị. Con này dưới 85-88kg nè. Không có sơ mi đinh hình thư. Con áo khoác này dưới 85-88kg. Chị nào chốt áo khoác 85kg chốt giùm em, xả 160. Còn một con, còn một con nha quý vị nha. Còn một con. Chị nào chốt một con, trời chị nào chốt 85kg thì chốt giùm em 85kg nha. 70-75kg còn là chị Yến Linh Liêu. 75kg của Yến Linh Liêu nè. Yến Linh Liêu 160 ngàn. Còn chị à, một màu là chị tươi đòn à. Con này đậm hơn nè. Con này đậm hơn nè. Con này đậm hơn nè, chị tươi đòn lấy con này đi. Con này đậm hơn con hồi nãy. Tươi đòn 160 nè. Tươi đòn 160 nè. Gì vậy anh? Hả?
Ốc Dũng Huy rồi mà. Dũng mới hồi nào đó. Cathy Trương nè, trăm sáu của Cathy Trương nè. Bi ơi đưa cái bao áo ngược size 40 cho chị Bi. Cho mình một cái 74 cho chị rồi. Còn đúng một con tám mấy ký nè. Còn đúng một con dưới 85 ký, chế nào chốt thì chốt nha. Lấy rồi chị Tư rồi. Size 40. Size 40. Áo vú chống tuột size 40 đây nè mấy chị. Ha. Trời ơi em nói mấy chị êm lắm luôn á. Em cực kỳ. Vú chống tuột nè mấy chị. Đây là vú chống tuột nha. Cái này là màu xám mấy chị. Cái này là màu xám nha. Em có màu xám nè. À, em có màu đen nè. Vậy em còn màu hồng. Đó mấy chị chốt giùm em còn một con xám thôi, hai con hồng và một mùi đen. Đó mấy chị chốt size nào thì chốt cho em nha. Mấy chị muốn chốt size nào chống tuột thì chốt cho em. Cá áo jean rất gấp vây không nè. Dạ không chị Huệ Loan, em còn có đúng con sale đó là hết rồi chị Huệ Loan. Mấy chị chốt nè mấy chị. Mấy chị mặc nguyên ngày ha. Mấy chị đi ba nhảy ha. Không bao giờ tuột vú nha. Không bao giờ tuột vú luôn. 160 ngàn. Đó chốt giùm em vú chống tuột kèm size kèm màu ha. Vú 40 của Ốc Dũng nè. Ốc Dũng 7 mấy ký nè. 160 của Ốc Dũng nè. 160 ngàn của Ốc Dũng. Mút mỏng. Mút mỏng nha nha. Trời ơi người mập mình mà mặc mút dày nữa, ta nói vú nó lên tao mặc luôn á. Có váy không chị? Eo váy. Váy là chân váy hay là đầm chị? Em chưa có chân váy nha. Em chưa có chân váy. Chưa hề có chân váy luôn nha mấy chị nha. Chốt giùm em nghỉ coi rồi tốn tiền quá má ơi. Nhưng mà chị tôi dễ thương lắm. Chị tôi lấy đồ em về mặc là chị tôi tự nhiên trẻ lên 10 tuổi, 15 tuổi luôn ha. Nếu chị 15 tuổi chị mua hàng em mà chị thành em bé đó. Đó. Vú hai màu, màu nào cũng được. Mẹ Ốc Dũng một cái hả? Cháu Ốc Dũng thêm một cái đây nè. Em muốn không có mút. Bà nội Khánh Hòa coi mút người ta nè. Mút cũng như hấm mút vậy đó. Mút này chị để che được cái núm thôi. Mỏng lét nè, thấy không? Không tới được không phải mấy cm luôn. Mút mỏng lét nè quý vị. Nghĩ sao mà người mặc mình mà mặc mút dày. Mặc mút dày cái vú nó nâng lên tới não luôn á. Cái này là mút mỏng nha Khánh Ngọc. Chị lấy một cái đi ha. Chị lấy một cái thôi, thử về coi thử rồi ghiền. Có size 36 nè, 38, 40, 42, 44 nha. Có đủ size luôn. Có đủ size. Phương Trinh Nguyễn còn con nè. Phương Trinh Nguyễn con này dưới 85-87kg. 250 xe 160 còn đúng một con. Còn đúng một con thôi nha quý vị nha. Phố đêm đèn mơ văng văng. Mấy chị thấy em nặng nề em chứ em nặng quá chết. Vú trong vú ngoài áo khoác ở trên. Mở đây. Còn cái của anh Na Trinh Nguyễn nè. Phương Trinh Nguyễn á. Là anh Na Trinh Nguyễn phải không? Nè còn cái nè. Rồi ai chốt vú là chốt giùm em nha. Ai chốt vú chốt giùm em. Mẹ Việt Nam mặt người sáng quá. À chị gì đó ơi, chị lấy một cái thôi. Cho chị một cái chống tuột size 44 hả chị Thị Bạch Yên Trương. Dạ, nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Một cái chống tuột của chị Thị Bạch Yên Trương size 44 không chị? Size 44 này là vú. Size này là size lớn nhất đó nha chị. Size này phải size từ 85 tới 100 ký luôn á. Mà tùy vú rồi chị, vú thì mình không có nói được số ký. Có size 44. Áo ngực xám. Chị Hiền Nguyễn mặc size bao nhiêu thì em lấy cho chị size bấy nhiêu. Em có size từ 36 tới 44. Chị Hiền này hồi nãy chốt bộ 100kg phải không? Đúng không? Rồi xong chưa? Xong chưa ghi bộ nè. Ghi hai cái bao. Ghi giá đi lùng. Ghi áo tắm chống tuột 40 của Trương Tuyết Hương nè. Ghi áo tắm gì? Trương Tuyết Hương áo ngực size 40 màu đen của Trương Tuyết Hương. Ghi áo tắm size áo tắm. Áo tắm yếm. Áo tắm yếm. Ủa, nhiều không? Số 1, ghi số 1 bự, áo tắm yếm số 1 bự ở dưới đi. Nhiều không lẽ gì? Là đồ nhiều không?
để em lấy bao nhỏ thôi. Bao nhỏ, lấy bao nhỏ thôi, tại một mẫu nó có bao 40 bộ nè. Bao nhỏ thôi, chứ bao này bự lắm, bác bao cỡ đó thôi Vi. Bao này bự quá trời nè. Trương Tuyết Hương size 40 chưa? Dạ, vú bự chứ mình không có đo qua được số ký đó chị Trương. Tại vì vú bự vú nhỏ thôi. Chứ mình không có quy từ vú mà ra số ký được. Hôm nay không like hàng phong thủy cho mấy chị luôn á. Hôm nay quên like hàng đồ phong thủy cho mấy chị luôn á. Ai chốt đồ tắm quên rồi. Lấy cho Trịnh Châu Tâm một cái áo vú size 38. Trịnh Châu Tâm một cái áo vú size 38 luôn. Màu đen. Màu đen 38. Trịnh Châu Tâm. Khánh Phương gì ở thành phố lấy bộ đồ tắm nè anh ơi. Khánh Phương 250. Con ghi cô Khánh Phương ơi. Khánh Phương 250 đồ tắm. Có một cái size chị tươi đòn à. Nãy em đưa đó. Khánh Phương gì á anh à, Khánh Phương hồi bữa tôi đổi hàng gì đó anh nhớ không? 250. À, nãy chốt cái 38 chưa vậy? 38 cho ai vậy? 38 cho Trịnh Châu Tâm. Anh ơi, ghi bill Trịnh Châu Tâm là giữa thứ 5, thứ 6 mới gửi nha. Để cho Trịnh Châu Tâm mua thêm tặng qua gửi thiếu áo vú á. Áo tắm yếm số 1, đúng rồi. Áo tắm yếm số 1 nè, bỏ vô nè. Coi rụng đồ ra nha con. Rồi tiếp nè à, cho em áo ngực 44 màu đen của Huyền Nguyễn nè. Huyền Nguyễn. Áo ngực chống cuộc 44 đen của Huyền Nguyễn. Huyền Nguyễn hồi nãy. Huyền Nguyễn cứ mua đồ em thử đi. Về ưng ý thì mình mua thêm ha. Ha, về ưng ý thì mua thêm sau chị Huyền nha. Coi thử có ưng ý mẫu nhà em không. Rồi mẫu nhà em có hợp với chị không. Mẫu nhà em cái rập chị có ok không. Ha, đồ giờ nhiều quá em không biết sale từ đâu luôn á quý vị. Nay nghỉ live sớm đi ha, trưa mai 2 giờ nha. Không biết là ngày mai em sẽ đi lấy cái lô giày đó về có kịp không. Nếu kịp thì trưa mai mình sẽ live giày, live sơ mi và live quần jean ha, nếu kịp á. Tại vì cái kho giày đang kêu em qua hốt á. Em không phải là cấm cả mấy chị mua, nhưng mà em không có bán theo cái luồng tuổi tin là bán quăng rầm rầm chốt, mà em muốn bán cho mấy chị là mà khi nào mấy chị còn hàng thì mấy chị lại nhớ tới em đó. Em muốn bán hàng cái kiểu đó. Ghi tiếp một cái bịch nữa nè, đồ tắm có tùng. Đồ tắm có tùng rồi. Vậy nha, tối nay nghỉ sớm nha quý vị nha, tối nay nghỉ sớm bữa ha.